chương 1578 Khuê thủy thần lôi cùng thúy lục tương quả Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chẳng qua trong giây lát, làng danh tu mười tự bạo kim đan, sở tạc đi ra mấy trăm trường thiên động, đã bị yêu cầm ăn hết. Ngân ngư điểu căn bản là không biết sợ hãi. Lâm Hiên sắc mặt cũng có chút thay đổi, số lượng phần đông, lại không sợ chết, linh giới thú triều đáng sợ trình độ, xa vượt xa quá chính mình tưởng tượng rất nhiều an thúc người như thế nào đại tiểu thư loạn thế dụng trọng điển lúc này nhân tâm hỗn loạn nếu không thể dùng thủ đoạn xét đánh kinh sợ ở người có dị tâm hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a à, hồng diệp tiên tử gật gật đầu cũng không truy cứu tuy rằng an thúc vừa rồi cách làm lượt có chút khiếm thỏa nhưng theo đạo lý làm thế cũng đúng lâm hiên lại nhíu mày này họ an lão gia hỏa là hồng diệp tâm phúc hắn hoàn toàn biết rõ thân phận của mình hai người cũng từng từng có một chút tiếp xúc trước kia lâm hiên cũng không thấy có gì không ổn nhưng bây giờ nhìn thấy người này tâm ngoan thủ lạc làm mất đi hắn trên người cảm giác được quay đầu nhìn lại cảm giác cổ quái kia lại tiêu thất khó phải không thật sự là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ hết thảy cũng chính là chính mình lỗi giác nhưng không quản như thế nào hành động này của an trưởng lão quả thật rất có tác dụng thấy kết cục của ba gã chạy trốn tu sĩ kia mọi người mặc dù trái tim băng giá vô cùng, nhưng không còn có người dám một mình rời đi. Oanh! Bạo liệt thanh truyền vào nhĩ tạp, tinh uy pháo còn tại không ngừng trống giận, uy lực kẻ khác liếu lưỡi, nhưng mà yêu cầm số lượng nhiều lắm, kia màu bạc sóng triều, kéo ngang dặm đã ngoài, chưa từng có từ trước đến nay khí thế, kẻ khác tuyệt vọng. Mà đáng sợ nhất là này yêu cầm động thuật, cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ so sánh với, cũng còn muốn lực nhanh một chút, thả cực chịu đựng, một khi bị hi nhóm nhìn chăm chú thượng, trừ phi là ly hợp kỳ lão tổ, nếu không những người khác đều tránh không được biến thành thực vật. Trở xã hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ, rất nhanh hi nhóm khoảng cách chiến con thuyền có trăm trượng, kia giữ tận bộ dạng thấy thanh biết rõ sở, loại này yêu cầm răng nanh sắc nhọn đến cực chỗ. Tu sĩ nhóm hoảng sợ lấy cực, lúc này cho dù là muốn chạy trốn cũng đã bỏ lỡ thời cơ, đều phóng ra bản thân bảo vật pháp khí, hy vọng có thể liều mạng giết địch sống quá này ác mộng quanh co trải qua một thời gian quan hoa chói mắt oanh long long bạo liệt thanh không ngừng truyền vào cái lỗ tai linh quang bay múa pháp khí phù triện còn có đủ loại ngũ hành pháp thuật như lễ hu quanh co tại trên bầu trời phun ra nuốt vào nở rộ đối mặt cường địch nguyên anh kỳ lão tổ cũng sẽ không kênh kiệu cùng thi triển thần thông một thời gian tiếng rít nổi lên mấy ngàn tu sĩ cùng nhau xuất thủ uy lực của nó hơn xa bách tôn tinh uy pháo có thể sánh bằng kia màu bạc sóng triều đi tới tốc độ lần đầu tiên đã bị hữu lực ngăn cản nhưng này loại yêu cầm quả nhiên là hãng bất quý, không sợ tử phịch hai cánh một đám phê bị đánh rớt máu tươi đều muốn nước biển nhiễm đỏ nhưng hi nhóm vẫn liều mạng giống vọt tới trước mọi người đều đã đồng thủ lâm hiên cũng bất hảo nhàn rỗi sẽ theo ý thả ra năm sáu kiện bảo vật hướng về đỉnh đầu quái vật quanh khứ khác với mọi người Lâm Hiên tuy rằng cũng rung động với linh giới thú triều quy mô, nhưng tự bảo vệ mình hay có nắm chắc, cho nên cũng không dụng bối rối cái gì, một bộ dù bận vẫn ung dung vẻ. Này Ngân Ngư Điểu đang cái thực lực cũng không cường, cũng tự cùng trúc cơ lúc đầu tu sĩ không sai biệt lắm, đáng sợ là quy mô. Mà lên cổ chiến thuyền vòng bảo hộ, càng thêm huyền diệu, người tránh ở thân tàu ác nội, hướng ra phía ngoài thả ra linh khí pháp bảo, chút sẽ không đã bị ảnh hưởng nhưng yêu cầm từ bên ngoài nhổ ra hỏa cầu cột sáng, lại có thể dễ dàng ngăn trở, linh giới tu sĩ trận pháp tạo nghệ, cùng nhân giới so sánh với, cao đến không hết. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển quá, màu bạc sóng triều đã chen chút đi tới, quân, tiên phong ước có vạn dư chỉ có ngân ngư điểu, hung hăng va chạm tại vòng bảo hộ phía trên. Một thời gian, màn hào quang cũng vì đó buồn bã. Hồng dịp tiên tử sắc mặt cuồng biến, ngọc thủ cao thấp bay múa, hàng trăm. Quan cầu bay vút mà ra, quanh long long thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nàng này không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, cư nhiên lấy bản thân lực, khoảng cách trong lúc đó đã đem đánh đi lên yêu cầm tạc hóa linh tám lạc, này khuê thủy thần lôi uy lực quả nhiên là không phải là nhỏ. Nhưng hồng diệp sắc mặt cũng có chút trắng, phía sau yêu cầm hãng bất quý, không sợ tử, tiếp tục chen chút tới. Tiểu thư, như vậy không được, ngân ngư điểu số lượng nhiều lắm. Vòng bảo hộ kiên trì không được bao lâu, một khi bị công phá, chúng ta những người này đã có thể nguy hiểm, tốt nhất kết quả cũng bất quá là cùng đối phương đồng quy vu tận thôi. An thúc, ngươi nói ta biết rõ, nhưng ngoại trừ liều chết một trận chiến ở ngoài, chẳng lẽ còn có khác phương pháp sao? Hồng Diệp tiên tử có điểm hoảng loạn mở miệng. Lão phu thật là có một cái. An trưởng lão trong mắt hiện lên một tia quỷ dị vẻ. Chẳng qua Hồng Diệp vẫn chưa chú ý nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Thật sự, kia ngài lão còn chờ làm gì, nói mau, trì hoãn lâu, chúng ta nhưng tất cả đều muốn thành này yêu cầm thực vật. Tiểu thư bớt giận, không phải lão hủ thừa nước đục thả câu, mà là muốn hóa giải trước mắt nguy cơ, còn gặp phải khác một nan đề, tiểu thư cũng biết, này ngân ngư điểu thích nhất ăn cái gì, đó, thích ăn cái gì. Hồng Diệp tiên tử ngẩn ngơ, biểu tình có chút ngoài ý muốn này yêu cầm ta chỉ tại điển tịch thường ra mắt, thiên tính tàn nhẫn hung ác, chính là thú triều trong đáng sợ nhất một loại, nghe nói ngân ngư điểu tham thực, không quản sơ lai dưa và trái cây, hay rõ ràng động vật, cơ hồ là không có gì không phệ, tự như thế tục châu chấu, chỉ có điều càng thêm đáng sợ. Tiểu thư nói không sai. An trưởng lão vừa nói, một bên tại bên hông vỗ, một cái hai tất đến cao màu xanh biết bình nhỏ hiện ra đến. Ngân ngư điểu không kiên ăn, nhưng thích nhất ăn cũng thúy lục tương quả, hơn nữa đối này mê luyến tới rồi điên cuồng trình độ, đáng tiếc vật ấy tại Đông Hải không nhiều lắm. An Thúc nói như vậy, chẳng lẽ tay ngươi trong cầm chính là thúy lục tương quả, hồng dịp tiên tử tự hồ nghĩ tới cái gì, trong thanh âm mang cho kích động vẻ. Ân, ừ, lão phu cơ duyên xảo hợp, tăng chiếm được vài tấm thúy lục tương quả, hơn nữa hay ngàn năm đã ngoài, trong bình sở trang, chính là dụng vật ấy trá đi ra nguyên dịch, nếu ngân ngư điểu nghe thấy. An Thúc là chỉ, Hồng Diệp tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt cũng cao hứng đắc hiếp mắt thành một đều phùng. Hắc hắc, làm gì cùng mấy cái này yêu cầm đánh bừa, thậm chí đồng quy vu tận, chỉ cần một người cầm vật ấy, tự nhiên không khó đem ngân ngư điểu dẫn dắt trời đi, chúng ta có thể đạt được an toàn, An trưởng lão trong mắt hiện lên một tia quan mang kỳ lạ, làm cười nói. Lời là không sai, nhưng chấp hành nhiệm vụ này người chẳng phải là cửu tử nhất sinh hồng diệp tiên tử có điểm không đành lòng nói tiểu thư lòng dạ mềm yếu người làm đại sự há có thể quan tâm tiểu tiết lòng dạ đàn bà là không thể hy sinh hắn một người bảo toàn chúng ta mọi người giá trị tuyệt đối đắt lão phu duy nhất phiền não là mấy cái này ngân ngư điểu phi hành tốc độ quá nhanh cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả cũng không có cách nào thoát khỏi an trưởng lão thở dài một hơi nói nếu không thể đem ngân ngư điểu dẫn xa một chút chúng ta vẫn không thể đạt được an toàn. Lời còn chưa dứt, phía dưới Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã một trận xôn xao, dù sao hai người vô ích truyền âm thuật, lấy bọn họ thần thức, tự nhiên có thể nghe được thanh biết rõ sở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1579 Chủ động xin đi dết giặc bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com mọi người trên mặt đều hiện ra vẻ cổ quái nửa lo nửa hỉ an trưởng lão cái kế hoạch này hừ nếu như quả thật có thể làm được như vậy nguy cơ trước mắt có thể giải quyết dễ dàng lo chính là kia dẫn dắt trời đi yêu cầm sứ mạng ngàn vạn không nên rơi như mình dù sao người sáng suốt cũng hiểu được đây nhất định là cửu tử nhất sanh đừng nói nguyên anh kỳ tu tiên người coi như là ly hợp kỳ lão tổ cũng chưa chắc có thể từ nơi này sao hung mảnh yêu cầm trong miệng chạy trốn thật vất vả đi lên con đường tu tiên ai muốn ý tự dưng mang tánh mạng đã đánh mất cùng thường nhân so sánh với tu tiên người hơn vì tư lợi trước mắt loại này tình thế nguy hiểm chắc là không biết chủ động xin đi dết giặc ngang vàng không nên tìm tới tự mình cùng nguyên anh kỳ lão tổ cửa câm như hến so sánh với kết đan cùng trúc cơ kỳ tu sĩ liền rất là vui mừng dù sao bọn họ tu vi quá thấp là không thể nào phái đi thi hành này cái trọng yếu nhiệm vụ vốn cho là cửu tử nhất sanh kết cục không nghĩ tới nhưng có thể mảnh vụn người được lợi ngoài mặt không dám nói trong lòng đã sớm là nhìn có chút hả hê đối với những thứ kia cao cao tại thượng nguyên anh kỳ lão tổ cấp thấp các tu sĩ sao lại không ghen tị với nhược nhục cường thực là tu tiên giới cách trước kia pháo hôi đều là tùy bọn họ những thứ này cấp thấp tu sĩ để làm không muốn đã bị quốc hồn luyện phách hôm nay phong thủy luân chuyển rốt cục đến phiên những thứ này cao cao tại thượng lão tổ cửa xui xẻo cấp thấp tu sĩ trong lòng vui mừng nguyên anh lão tổ liền thấp thỏm vô cùng hết lần này tới lần khác đang lúc này có cái những đột ngột thanh âm truyền vào trong tai an trưởng lão nói có lý đại tiểu thư nếu như tin được này dẫn dắt trời đi yêu cầm nhiệm vụ tự giao cho lâm mỗ cái gì chung quanh tu sĩ cũng sợ ngay người mọi người quay đầu sọ, dùng bất khả tư nghị là ánh mắt nhìn hướng kia tự động xin đi giết giặc gia hỏa. Ai cũng hiểu được, nhiệm vụ này nguy hiểm thật lớn, 89 phần 10, sẽ biến thành yêu cầm khỏa bụng vật, ngay cả thần hồn đều không thể chạy trốn. Người người tránh né không kịp, lại còn có người chủ động xin. Tiểu tử này là đầu chỉ để cho con lừa nó đá vẫn còn thông minh có vấn đề. Lâm huynh ngươi. Một bên thái họ lão giả mà lại quá sợ hãi, nghĩ không ra Lâm Hiên tại sao lại chủ động đi đón này phỏng tay khoai lang, mang trên mặt không đành lòng ý, tự hồ nghĩ muốn khuyên giải vài câu. Xong nói còn không lối ra, bên cạnh thì một thanh âm già nuôi truyền vào lỗ tai. Lâm trưởng lão thật là dũng khí có thể khen, trung thành có thể khen, đại tiểu thư, nếu Lâm huynh đệ có ý tốt, gì cũng không thể khước từ, nếu không có trách lạnh trung lòng thần phục. Không tệ, không tệ, Lâm trưởng lão nếu chủ động yêu cầu đi làm, Nhất định là có mười phần nắm chặt, đại tiểu thư di nhất định sẽ đáp ứng, chúng huynh đệ nói, thật. Mặt khác như trọng tảo đại hán mà lại liên tục không ngừng mở miệng. Hai người đều là nguyên anh kỳ tu tiên người. Không tệ, không tệ, lâm huynh đệ nhất định là người tốt nhất tuyển. Đồng ý thanh liên tiếp, những thứ khác lão quái vật tất cả cũng kịp phản ứng rồi, phụ hòa theo đuôi. Mọi người đối với lâm hiên, nguyên anh sơ kỳ, tu vi nhìn như không thấy dù sao có người chết thế, bọn họ cũng không cần mạo cửu tử nhất sanh nguy hiểm rồi. Chết đạo hữu chớ chết bần đạo, chỉ cần mình có thể còn sống, ai sẽ đi trong năm này lâm họ trưởng lão hội sẽ không ngã xuống. Các ngươi, chỉ có kia thái lão người trên mặt lộ ra bất mãn vẻ, dù sao hắn cùng với lâm hiên đều là tán tu, không phải là ngô tử minh một người, cùng đảo chủ quan hệ mà lại không phải là thân dày, thuộc về không quyền không thế cái thùng rỗng trưởng lão, nhìn thấy lâm hiên như thế bi thảm kết cục tránh không được có thỏ tử hồ bi ý đại ca ngươi thật muốn đi hồng dịp tiên tử thanh âm truyền vào trong tai mang theo vài phần hoảng loạn dĩ nhiên những người khác là nghe không được di yên tâm trong lòng ta đều biết huống chi trừ ta những người khác căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lâm hiên ngoài mặt bất động thanh sắc ngầm mà lại lặng lẽ truyền âm rồi nhưng mặc dù Lâm Hiên lòng tin mười phần, Hồng Diệp tiên tử vẫn còn thấp thỏm. Đại ca, ngươi dù sao cũng là phi thăng mà đến tu tiên người, đối với cái này loại yêu cầm đáng sợ, không phải là rất rõ ràng, vạn nhất có một nhất định, Hồng Diệp chẳng phải là chết trăm lần không đủ, huống chi không có ngươi, chúng ta lần này kế hoạch, lại càng lòng xảo thành chuyên, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để mùi tử rơi vào vạn thú trong tay, được hắn vũ nhục. Nghe Hồng Diệp tiên tử đáng thương ngôn ngữ, Lâm Hiên dở khóc dở cười. Nhà đầu ngốc, ta nói không có chuyện gì sẽ không chuyện, vì đại ca ta chỉ thần thông khác tạm không nói đến, đối với độn thuật vẫn còn có vài phần tâm đắc, chỉ bằng này chính là ngân ngư điệu muốn đuổi theo thượng ta, mơ mộng hảo huyền, vì yên tâm, mặc dù lên đường, ít khi sau, ta tự nhiên có một lần nữa đuổi theo. Nói nói đến đây một bước, Hồng Diệp tiên tử cũng không nên khuyên nữa nói, huống chi phí dưới tình cảm quần chúng mãnh liệt, thật vất vả xuất hiện chủ động xin đi giết giặc ngu ngốc gia hỏa, không đưa đẩy thượng người chết thế vị trí quả thực không có thiên lý rồi. Hồng Diệp lấy tay phủ tráng, làm bộ làm ra vẻ do dự. Theo sau chậm rãi mở miệng. Lâm trưởng lão dũng khí có thể khen, bất quá an thúc lời của nói có lý, muốn thi hành nhiệm vụ này, phải ở chạy trốn nhanh chóng trên có hơn người đất. Đại tiểu thư yên tâm, Lâm mổ trong lòng đều biết, thuộc hạ am hiểu phong hỏa hai thuộc tính động thuật, phi hành tốc độ cực nhanh so với nguyên anh hậu kỳ tu tiên người còn muốn thắng thượng như vậy một số lâm hiên tin khẩu nói nhảm dù sao thật ác thật tình huống như thế nào huynh muội trong lòng hai người đều biết bây giờ rất đúng nói bất quá là lừa gạt những người khác tốt lâm trưởng lão nếu lòng tin mười phần kia gian khổ nhiệm vụ tự giao cho di rồi bổn cung có ở phía trước chờ cùng hội hợp yên tâm hồng diệp là thưởng phạt phân minh chính là nhân vật ngươi lập nhiều công lớn ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, bổn cung cùng kết nghĩa kim lang như thế nào? Lâm Hiên nghe, dở khóc dở cười, này nhà đầu chết tiệt kia, hai người rõ ràng cũng đã kết bái quá, cái này vui đùa tuyệt không chuyện đùa. Xong những thứ khác tu tiên người, nghe đảo chủ lời hứa, trên mặt liền lộ ra ghen tị với cùng hâm mộ nét mặt tới. Dù sao lấy trước, này họ lâm tiểu tử chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tán tu mà thôi, chính là ngoại sự chức trưởng lão cũng bất quá là cái thùng rỗng bọn họ những thứ này hơi có thế lực tu sĩ ai cũng xem thường nhưng hôm nay đảo chủ lời hứa nhưng có thể để hắn trong một đêm mà tước liền phượng hoàng dĩ nhiên hâm mộ thuộc về hâm mộ nếu để cho bọn họ cùng lâm hiên dễ dàng địa mà nơi còn lại là đánh chết cũng không làm hơn nữa những thứ này thừa nhận mặt trái tâm tình cũng không có để cho bọn họ buồn bực bao lâu có thể lên cấp nguyên anh thành công cho dù ở linh giới trong cũng không nhẹ nới lỏng những thứ này lão quái vật rất nhanh tự hiểu rõ ràng đại tiểu thư nói như vậy bất quá là không khẩu đồng ý muốn cá chép nhảy long môn mà lại phải sống trở về mới được chính là một gã nguyên anh sơ kỳ tu tiên người làm sao có thể thoát khỏi ngân ngư điểu thú triều sao chỉ mong đúng như chính hắn theo như lời am hiểu chạy trốn nhanh chóng chạy xa một số làm cho mình những người này hóa hiểm vi di tự đại sự đại cát chính là một gã tán tu còn muốn ma tước liền phượng hoàng không biết sống chết bọn họ nhìn về phía lâm hiên ánh mắt tràn đầy thương hại cùng chăm chọc lâm hiên liền có mắt không trồng thân hình chợt lóe tự đi tới hồng diệp tiên tử bên người an trưởng lão mang màu xanh biếc bình ngọc giao cho trong tay của hắn chư vị đạo hữu cho chúng ta cùng nhau là lâm trưởng lão mở đường cùng chúc hắn mã đáo công thành an trưởng lão âm thanh trong trẻo truyền vào lỗ tai theo sau tay áo phất một cái một đôi mới có dài hơn thước đồng xanh giáo ngắn bay vút ra, mặt ngoài tú tích loan lỗ, tự hồ không có gì xuất chúng nơi, bất quá sẽ bị người này làm như bổn mạng bảo vật, nửa đích thì là có kia bất phàm. Còn lại nguyên anh kỳ trưởng lão âm âm đồng ý, vừa mới kia hơi một trì hoãn, chi chít ngân ngư điểu cơ hồ đã ba đầy vòng bảo hộ, nếu như không có bọn họ trào ra một cái thông lộ, lâm hiên cái vốn cũng không có cơ hội đi làm mồi. Vẹn vẹn ra điểm lực, có thể thoát khỏi nguy cơ, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Bảo vật đều xuất hiện, còn có người thi triển đại uy lực sở trường bí thuật, mười mấy tên nguyên anh kỳ lão quái vật đồng loạt ra tay, kia thanh thế tự nhiên không phải chuyện đùa, nhất là tập trung cho một điểm, chi chít màu bạc sóng triều cũng bị xỏ xuyên qua, bất quá mấy tức thời gian, tự quét ngang ra vẫn kín hơn 10 trường khổng lồ thông lộ. Bất quá bốn phía yêu cầm mà lại đang không ngừng tràn vào, muốn giữ vững áp lực là càng lúc càng lớn rồi. Chạy mau! an trưởng lão thanh âm truyền vào lỗ tai, theo sau lâm hiên thân hình vừa động, đã hóa thành một đạo là màu lam cầu vồng, đi vào này màu bạc sóng triều vẽ. Gần gũi nhìn này yêu tộc, càng phát ra kinh khủng, chỉ là kia bén nhọn tiếng kêu to, là có thể để bình thường tu sĩ nổi điên. Bất quá bằng lâm hiên thần thức mạnh, tự nhiên là không có chút nào ảnh hưởng, hắn hôm nay sở điều động pháp lực, mặc dù như cũ là nguyên anh kỳ, nhưng này động quan tốc độ, quả thật mau lẹ vô cùng, mấy người lóe ra, liền từ kia màu bạc trong lỗ thủng bay đi ra ngoài. Theo sau phương hướng vừa chuyển, thoát khỏi ngân ngư điểu vòng vây. Cũng có một ít cổ giống như hắn đuổi lại đây, bất quá phần lớn, như cũ ở vây công thượng cổ chiến thuyền. Lâm Hiên yêu cầu không phải là cái kết quả này, vừa tiếp tục nhanh như điện chớp bay về phía bên trái, vừa vươn tay ra, vẹt này màu xanh biết nắp bình. Một cổ kỳ hương nhẹ nhàng đi ra. Mùi vị nồng nặc vô cùng, không chút nào cũng không có nhiễm cảm giác, theo gió thật xa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lần này, phản phất là đúc tổ ông vào vẽ, vừa phản phất ở nóng hổi nồi chảo lý, tiên rồi một giọt đi vào nước đi vào, ông sòng thanh âm truyền vào lỗ tai, kia màu bạc sóng triều lý, nhấc lên rồi hiên đột nhiên cự ba, đang điên cuồng vây công chiến thuyền ngân ngư điểu, cơ hồ là không hề do dự buông tha lúc trước mục tiêu, sau đó giống như bị kích thích được nổi điên rồi giống nhau, phương hướng thay đổi, hướng về lâm hiên đuổi lại đây rồi hô. Vốn là thần kinh căng thẳng tu tiên người, không khỏi đại thở dài một hơi, một người làm quan cả họ được nhờ không dứt, an trưởng lão tuy là lời thề son sắc dân lên này mỗi cái kế sách, nhưng hữu dụng vô dụng, mọi người trong lòng vẫn còn không có gì đấy, dù sao làm như linh giới sinh trưởng ở địa phương tu tiên người, đối với thú triều hiểu rõ, bọn họ cần phải so sánh với lâm hiên khắc sâu. Đừng nói chính là mấy chiếc chiến thuyền rồi, coi như là đảo hủy người mất chuyện lệ, mà lại xảy ra vô số khởi lần này có thể chạy trốn, thật là đời trước tích rồi âm đức. Về phần Lâm Hiên sống hay chết, bọn họ còn lại là không thèm quan tâm. Thậm chí những thứ kia nguyên anh kỳ lão quái vật, ước gì Lâm Hiên tán thân yêu bụng, dù sao Lâm Hiên một khi chạy trốn, đảo chủ dù sao thực hiện đồng ý, bọn họ nhưng không muốn một vị nguyên anh sơ kỳ, leo đến bọn họ trên đầu tác uy tác phúc, lấy oán trả ơn coi là cái gì, tu tiên người vốn là ích kỷ đến cực điểm, thậm chí không cần đảo chủ phân phó, chiến thuyền tự toàn lực giống như lật phương hướng bay vút đi rồi. Chỉ có Hồng Diệp lặng lẽ trở lại đạt đến thủ, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, đại ca có bình an sao? ts Trăng sáng minh chủ đề cử rồi hai bộ tiểu thuyết, phá phạm đường, cùng, đánh ra đầu, các đạo hữu có thời gian đi ủng hộ hạ xuống, cất giấu là không nên tiền, người mới không dứt, cố gắng lên, chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1580 Chương 1580 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tất cả nhân trên mặt tất cả hiện ra cổ quái vẻ. Bán lo lắng bán hỉ. An trưởng lão cái, này kế hoạch hừ nếu như xác thật có thể được, như vậy trước mắt nguy cơ, liền có khả năng giải quyết dễ dàng. Lo lắng chính là, nọ, nà, dẫn dắt trời đi yêu cầm sứ mạng, ngàn vạn lần không nên lạc giống như chính mình. Dù sao người sáng suốt đều hiểu được, này khẳng định thì cửu tử nhất sanh. Đừng nói nguyên anh kỳ tu tiên giả, coi như là ly hợp kỳ lão tổ, cũng chưa chắc có thể tự như vậy hung mảnh yêu cầm trong miệng chạy thoát. Thật vất vả đi lên tu tiên đường, ai muốn ý tự dưng đem tánh mạng lấy ra. Cùng thường nhân so sánh với, tu tiên giả càng vì tư lợi, trước mắt này chúng tình thế nguy hiểm, thì sẽ không chủ động xung phong. Ngàn vạn lần không nên tìm tới chính mình. Cùng nguyên anh kỳ lão tổ môn, nhóm, cầm như hến so sánh với, ngừng đang cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thì rất là hoan hỷ, dù sao bọn họ tu vi quá thấp, thì không có khả năng phái đi chấp hành cái này trọng yếu nhiệm vụ. Nguyên vốn tưởng rằng cửu tử nhất sanh kết cục, không nghĩ tới lại có khả năng mảnh vụn nhân được sắc bén. Ở mặt ngoài không dám nói, trong lòng đã sớm thì nhìn có chút hả hê. Đối với những này cao cao tại thượng nguyên anh kỳ lão tổ, đề dài tu sĩ môn, nhóm, sao lại không đố kỵ? Nhược nhục cường thực thì tu tiên giới pháp tắc, trước kia vật hy sinh đều là từ bọn họ những. Này đề giai tu sĩ đến làm, không muốn đã bị trừ hồn luyện phách. Hôm nay phong thủy thay phiên chuyển, rốt cục đến phiên những. Này cao cao tại thượng lão tổ môn, nhóm, không may. Đề dài tu sĩ trong lòng hoan hỷ, nguyên anh lão tổ thì thấp thỏm dĩ cực ngược lại đang lúc này, nhất có chút đột ngột thanh âm truyền vào trong tai. An trưởng lão nói có lý, đại tiểu thư như tin được, này dẫn dắt trời đi yêu cầm nhiệm vụ, liền giao cho lâm mổ. Cái gì? Chung quanh tu sĩ đều sợ ngay người, một cái, người, cái, người, quay đầu sọ, dùng khó có thể tin nổi thì ánh mắt nhìn về phía nọ, na, tự động xung phong gia hỏa. Ai đều hiểu được, nhiệm vụ này nguy hiểm thật lớn, thập có, hội biến thành yêu cầm khỏa bụng vật, ngay cả thần hồn đều không thể chạy thoát. Mỗi người tránh né không kịp, lại còn có người chủ động thân thỉnh. Tiểu tử này thì đầu óc bị lư đá còn thì chỉ số thông minh có chuyện. Lâm huynh ngươi. Một bên thái tính lão giả cũng quá sợ hãi, không nghĩ ra Lâm Hiên là gì hội chủ động đi tiếp này phỏng tay khoai lang, trên mặt mang theo không đành lòng ý, tự hồ tưởng muốn khuyên giải vài câu. Tuy nhiên nói còn không xuất khẩu, bên cạnh liền có nhất thương lão thanh âm truyền vào cái lỗ tai lâm trưởng lão thật sự là dũng khí đáng khen trung thành đáng khen đại tiểu thư nếu lâm huynh đệ có ý tốt cũng không thể khước từ nếu không hội gặp rét lạnh trung lòng thần phục không sai không sai lâm trưởng lão nếu chủ động yêu cầu đi làm khẳng định thì có mười phần nắm chắc đại tiểu thư nhất định sẽ đáp ứng chúng huynh đệ thuyết thật một khác mặt như trọng tảo đại hán cũng hết lòng cho không ngừng mở miệng hai người đều là nguyên anh kỳ tu tiên giả không sai không sai lâm huynh đề khẳng định thì người tốt nhất tuyển đồng ý thanh liên tiếp mặt khác lão quái vật tất cả cũng phản ứng đã tới phụ họa theo đuôi mọi người đối lâm hiên nguyên anh sơ kỳ tu vi nhìn như không thấy dù sao có kẻ chết thay bọn họ cũng không cần mạo cửu tử nhất sanh nguy hiểm tử đạo hữu mạc tử bần đạo chỉ cần chính mình có thể sống trứ ai sẽ đi quản này lâm tính trưởng lão hội sẽ không ngã xuống. Các ngươi. Chỉ có nọ, na, thái lão giả trên mặt lộ ra bất mãn vẻ, dù sao hắn cùng với lâm hiên đều là tán tu, cũng không thị ngô tử minh liên kết với, cùng đảo chủ quan hệ cũng không thân hậu, thuộc về không có quyền không có thế cái thùng rỗng trưởng lão, nhìn thấy lâm hiên như thế bi thảm kết cục, tránh không được có thỏ tử hồ bi ý. Đại ca, ngươi thật muốn đi. Hồng Diệp tiên tử thanh âm truyền vào trong tai, mang theo vài phần hoảng loạn đương nhiên những người khác thì nghe không được phóng tâm ta trong lòng có biết huống chi trừ ra ta những người khác căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lâm hiên ở mặt ngoài bất động thanh sắc ngầm cũng lặng yên truyền âm có khả năng mặc dù lâm hiên tin tưởng mười phần hồng diệp tiên tử còn thì thấp thỏm đại ca ngươi dù sao cũng là phi thăng mà đến tu tiên giả đối với này chủng yêu cầm đáng sợ không phải rất rõ ràng, vạn nhất có tốt kiếm, Hồng Diệp chẳng phải là bách tử mạc thục, huống chi đã không có ngươi, chúng ta lần này kế hoạch càng là khéo quá hóa vụng, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhượng mùi tử rơi xuống vạn thú trong tay, thụ hắn vũ nhục. Nghe xong Hồng Diệp tiên tử thương cảm hề hề ngôn ngữ, Lâm Hiên dở khóc dở cười. Nhà đầu ngốc, ta nói không có việc gì liền không có việc gì, đại ca ta chỉ khác thần thông tạm không nói đến, đối với độn thuật còn thì có vài phần tâm đắc, chỉ bằng này chính là ngân ngư điểu muốn đuổi theo thượng ta, mơ mộng hảo huyền, phóng tâm, mặc dù chạy đi, ít khi sau đó, ta tự nhiên hội gặp, làm lại lần nữa đuổi theo. Nói đến này một bước, Hồng Diệp tiên tử cũng không hảo khuyên nửa thuyết, huống chi phía dưới nhóm tình mãnh liệt, thật vất vả xuất hiện chủ động xung phong ngu ngốc gia hỏa, không đem hắn thôi thượng kẻ chết thay vị trí giảng trực không có thiên lý. Hồng Diệp dĩ thủ phủ ngạch, làm bộ làm ra vẻ do dự, theo sau chậm rãi mở miệng. Lâm trưởng lão dũng khí đáng khen, bất quá an thúc như đã nói nói có lý, tưởng chấp hành nhiệm vụ này, phải tại động tốc độ trên có quá nhân chi địa. Đại tiểu thư phóng tâm, Lâm mổ trong lòng có biết, thuộc hạ am hiểu phong hỏa lưỡng thuộc tính độn thuật, phi hành tốc độ cực nhanh, so với nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, còn muốn hơn như vậy một chút. Lâm hiên tinh khẩu nói bậy, dù sao chân thật tình huống như thế nào, huynh muội hai người trong lòng hiểu rõ, hiện tại đối thoại, bất quá là lừa bịp những người khác. Hảo, lâm trưởng lão nếu tin tưởng mười phần, kia gian khổ nhiệm vụ liền giao cho, bổn cung hội, gặp, ở phía trước chờ cùng hội hợp, phóng tâm, hồng dịp thì thưởng phạt phân minh nhân vật, ngươi lập nhiều công lớn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, bổn cung cùng kết nghĩa kim lan như thế nào? Lâm Hiên nghe xong, dở khóc dở cười, này nha đầu chết tiệt kia, hai người rõ ràng đều đã kết bái quá cái này vui đùa tuyệt không chuyện đùa tuy nhiên mặt khác tu tiên giả nghe xong đảo chủ đồng ý trên mặt thì lộ ra đố kỵ cùng hâm mộ vẽ đến dù sao trước kia này họ lâm tiểu tử chỉ là nhất nguyên anh sơ kỳ tán tu mà thôi chính là ngoại sự trưởng lão chức cũng bất quá thì cái thùng rỗng bọn họ những này hơi có thế lực tu sĩ ai đều xem thường nhưng hôm nay đảo chủ đồng ý lại có thể nhượng hắn một đêm trong lúc đó, mà tước liền phượng hoàng. Đương nhiên, hâm mộ quy hâm mộ, nếu như nhượng bọn họ cùng Lâm Hiên dễ dàng mà chỗ, chính là đánh chết cũng không làm. Hơn nữa, những... Này hứa phản đối đầu mối cũng không có nhượng bọn họ buồn bực bao lâu, có thể tiến giai nguyên anh thành công, cho dù tại linh giới trong, cũng không tính nhẹ tùng. Những... Này lão quái vật, rất nhanh đã nghĩ rõ ràng, đại tiểu thư nói như vậy bất quá là không khẩu đồng ý, tưởng lý ngư nhảy long môn, cũng muốn còn sống trở về mới được. Chính là một tên nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, như thế nào có thể thoát khỏi ngân ngư điểu thú triều ni? Chỉ mong chính như chính hắn nói, am hiểu động tốc độ, chạy xa một chút, nhượng chính mình những. Này nhân, hóa hiểm vi di, liền đại sự đại cát. Chính là một tên tán tu, còn muốn ma tước liền phượng hoàng, không biết sống chết, bọn họ nhìn về phía lâm hiên ánh mắt, tràn ngập thương hại cùng chăm chọc. Lâm Hiên thì có mắt không trồng, thân hình chợt lóe, liền đi tới Hồng Diệp Tiên Tử bên người, an trưởng lão đem xanh biết sắc bình ngọc giao cho trong tay của hắn mặt. Chư vị đạo hữu, những chúng ta vừa nổi lên là Lâm trưởng lão mở đường, cùng chúc hắn mã đáo thành công. An trưởng lão âm thanh trong trẻo truyền vào cái lỗ tai, theo sau tay áo phất một cái, nhất đối cận có dài hơn thước thanh đồng giáo ngắn bay vút mà xuất, mặt ngoài tú tích tạp nhạp, tự hồ không có gì xuất chúng chỗ, bất quá sẽ bị này nhân đương tác bổn mạng bảo vật, bán định thì có cái đó bất phàm. Còn lại nguyên anh kỳ trưởng lão âm âm đồng ý, vừa mới nọ, na, xảo nhất trì hoãn, đông đảo ngân ngư điểu cơ hồ đã đi đầy vòng bảo hộ, nếu như không có bọn họ oanh xuất nhất điều thông lộ, lâm hiên căn bản là không có cơ hội đi làm dụ hoặc. Cận xuất điểm lực liền có khả năng thoát khỏi nguy cơ, bọn họ tự nhiên không có bất cứ gì dị nghị bảo vật đều xuất hiện còn có người thi triển đại uy lực sở trường bí thuật mười mấy tên nguyên anh kỳ lão quái vật đồng loạt ra tay nọ na thanh thế tự nhiên không phải chuyện đùa nhất là tập trung với nhất điểm đông đảo màu bạc sóng triều cũng bị quán xuyên bất quá vài tức công phu liền quét ngang suốt một mực trực tiếp hơn mười trượng thật lớn thông lộ bất quá bốn phía yêu cầm cũng đang không ngừng tràn vào tưởng bảo trì áp lực thì càng lúc càng lớn chạy mau an trưởng lão thanh âm truyền vào cái lỗ tai, theo sau lâm hiên thân hình nhất động, đã hóa thành nhất đạo là làm sắc kinh hồng, chuyển vào nọ, na, màu bạc sóng triều vẻ. Khoảng cách gần nhìn này yêu tộc, càng phát ra kinh khủng, chỉ là nọ, na, bén nhọn tiếng kêu to, là có thể nhượng phổ thông tu sĩ nổi điên. Bất quá dĩ lâm hiên thần thức mạnh, tự nhiên là không có chút nào ảnh hưởng, hắn hôm nay sở điều động pháp lực, mặc dù như trước thị nguyên anh kỳ, nhưng nọ, na, động quan tốc độ, xác thật mau lẹ vô cùng, mấy cái, người, lóe ra, liền từ nọ, na, màu bạc lỗ thủng trung bay đi ra ngoài. Theo sau phương hướng nhất chuyển, thoát liên ngân ngư điểu vòng vây. Cũng có nhất tiểu luận giống như hắn đuổi theo lại đây, bất quá đại bộ phận, như trước tại vây công thượng cổ chiến thuyền. Lâm Hiên muốn không phải kết quả này, một bên tiếp tục phong trì điện xế bay về phía bên trái, một bên thân xuất thủ đến, vẹt nọ, na, xanh biết sắc nắp bình nhất luồng kỳ hương nhẹ nhàng ra. Mùi vị nồng nặc dĩ cực, không chút nào cũng không có nhiễm cảm giác, theo gió thật xa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Này một chút, phản phất thì đâm tổ ông vào vẽ, lại phản phất tại nóng bỏng chào dầu lý, tiên một dọc đi vào thủy đi vào, tiếng huyên náo thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nọ, na, màu bạc sóng triều lý, nhất lên hiên như vậy, đang điên cuồng vây công chiến thuyền ngân ngư điểu, cơ hồ thì không hề do dự buông tha lúc trước mục tiêu, sau đó giống như bị kích thích được nổi điên nhất dạng, phương hướng nhất đổi, hướng về Lâm Hiên đuổi theo đã tới. Hô! Vốn là thần kinh buộc chặt tu tiên giả, không khỏi đại thở dài một hơi, một người làm quan cả họ được nhờ không thôi, an trưởng lão tuy là lời thề son sắc dân lên này các kế sách, nhưng hữu dụng vô dụng, mọi người trong lòng còn thị không có gì đấy, dù sao làm như linh giới sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, đối với thú triều hiểu rõ, bọn họ cần phải so sánh lâm hiên khắc sâu đừng nói chính là vài chiếc chiến thuyền coi như là đảo hủy nhân vong thí dụ cũng xảy ra vô số khởi lần này có thể chạy thoát thật sự là đời trước tích âm đức cho tới lâm hiên sống hay chết bọn họ chính là không thèm quan tâm thậm chí những này nguyên anh kỳ lão quái vật ước gì lâm hiên tán thân yêu bụng dù sao lâm hiên một khi chạy thoát đảo chủ dù sao thực hiện đồng ý bọn họ có khả năng không muốn một vị nguyên anh sơ kỳ đi đến bọn họ trên đầu tác uy tác phúc lấy oán trả ơn toán cái gì, tu tiên giả vốn là ích kỷ đến cực chỗ, thậm chí không dùng đảo chủ phân phó, chiến thuyền liền toàn lực giống như trở mình phương hướng bay vút đi. Chỉ có hồng dịp lặng yên trở lại đạt đến thủ, khuôn mặt thượng mãn thị lo lắng vẻ, đại ca hội, gặp, bình an sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1581 chương 1581. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhất đạo kinh hồng đương tiểu phá trường không, vừa mới bay qua không lâu, tiếng huyên náo yêu cầm tiếng kêu to liền truyền vào cái lỗ tai, theo sau, nhất đạo ngân tuyến, xuất hiện ở chân trời. Bắt đầu cận có một chút, theo sau càng ngày càng nhiều, như màu bạc ba đào một loại, che khuất bầu trời, cùng cùng thổi quét mà đến. Ngân ngư điểu số lượng, chừng ngàn vạn lần nhiều, kéo dài mấy ngàn dặm, nhấc mắt nhìn đi, vô biên vô hạn, người khác da đầu tê dại dĩ cực. Nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, cùng Lâm Hiên cùng nhau truy đuổi, cũng từng quá mấy cái, người, đảo nhỏ tự, mặt trên trái lại tịnh không có nhân loại ở lại, tuy nhiên những này hải thú yêu tộc, lại cũng ngã tám đời đại xui xẻo. Này điểu tàn bạo dĩ cực, hơn nữa tính cách tham lam đa thực, phàm là trắng ở phía trước sinh vật, mặc kệ loài người còn thì yêu tộc, môn nhóm đều ăn trước nói nữa có như châu chấu tuy nhiên bất luận số lượng còn thị đơn cái người thực lực đều xa không châu chấu có thể sánh bằng thế như chẻ tre chỉ có tại một cái người đảo nhỏ lúc sau này tao thụ tổn thất tại nọ na không biết tên hoang đảo bờ cát trên có sổ dĩ vạn kế rùa biển tại phơi nắng đương nhiên không phải phổ thông quy loại sinh vật cũng là yêu tộc hơn nữa am hiểu thủy hệ pháp thuật đơn cái, người, thực lực so sánh ngân ngư điểu mạnh hơn nhiều. Nhĩ tiết số lượng chênh lệch, vô phương đền bù. Bất quá này yêu quy tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, một phen đại chiến, yêu khí trùng thiên. Rùa biển kim quân chết hết, ngân ngư điểu cũng tổn thất gần trăm vạn nhiều. Có khả năng còn lại như trước vô biên vô hạn, hướng về lâm hiên chen chút đi. Lúc này song phương cự ly thượng cổ chiến thuyền, lúc đầu đã có mấy vạn lý, Lâm Hiên không cần sợ hãi bại lộ hành tích, toàn thân thanh mang chợt lóe, linh khí dạt dào, nhất luồng kinh người bạn bạc khí thế tỏ khắp ra. Ly hợp kỳ lão tổ tu vi hiển lộ không nghi ngờ, trùng thiên linh áp nhượng ngoài khơi thượng ba đào cùng cùng không thôi. Từng bước từng bước đấu đại nước xoáy xuất hiện ở trong tầm mắt. Có khả năng những này yêu cầm lại nhìn như không thấy, ngân ngư điểu tính tình cùng phổ thông yêu thú thì không đồng dạng như vậy, chỉ cần môn, nhóm, số lượng đạt tới nhất định quy mô, đối mặt cường địch căn bản là không có sợ hãi vừa nói đừng nói chính là ly hợp coi như là động huyền kỳ đại năng tu sĩ môn nhóm cũng dám cùng liều mạng huống chi lâm hiên trong tay còn cầm môn nhóm thích nhất thúy lục tương quả cho nên đối mặt lâm hiên sợ phát ra trùng thiên linh áp gần thì dừng lại liền ngân quan chói mắt tiếp tục phát đã tới lâm hiên nhíu mày này dạng kết quả quả thực nhượng hắn có chút ngoài ý muốn đối mặt mãnh liệt mà đến yêu cầm, Lâm Hiên không nói hai lời toàn thân thanh mang vừa nổi lên, tự như trước phía trước phi động đi. Dĩ thực lực của hắn, hơn nữa đầy người bảo vật, huống chi còn có vạn niên linh nhũ này chủng có khả năng trong nháy mắt khôi phục pháp lực nghịch thiên vật, không tiếc đánh một trận như đã nói cũng chưa chắc không thể đem những. Này yêu cầm diệt sát cái, người, sạch sẽ. Dù sao ly hợp cùng nguyên anh bất đồng, có khả năng điều động thiên địa nguyên khí là chính mình sử dụng tuy nhiên Lâm Hiên cũng không có làm như vậy, diệt sát ngân ngư điểu lại như thế nào, lại không có, chút nào thật là tốt chỗ huống chi chính mình coi như thực sự có thể làm được này một bước, nỗ lực vốn liếng khẳng định cũng không phải chuyện đùa. Lâm Hiên lại không mới ra đời tiểu tử kia, này dạng cố hết sức không lấy lòng chuyện tình tự nhiên sẽ không đi làm. Cùng cái đó tử chiến, không bằng nghĩ biện pháp thoát khỏi. Dĩ thực lực của mình, hẳn là thị không khó làm được điểm này. Trong đầu ý nghĩ hiện lên, Lâm Hiên tự nhiên là chọn dù nờ dê NH ất dùng ít sức phương pháp. Hít vào một hơi, bao vây lấy hắn thanh mang trở nên càng phát ra xanh biếc ướt ác, tim minh thanh nổi lên tốc độ tại chợt trong lúc đó, đề cao hơn một nửa. Mấy cái, người, lóe ra, màu bạc sóng triều cùng hắn cự ly, đã bị lạp xa vài dặm. Lâm Hiên khóe miệng biên hiện ra mỉm cười, nhưng tiếng huyên náo thanh âm rất nhanh lại truyền vào trong lỗ tai, cùng lúc trước bất đồng, lần này yêu cầm tiếng kêu to lộ đều nhịp. Lâm Hiên nhướng mày có điểm không giải đổi qua đâu. Theo sau đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin nổi vẻ. Này! Chỉ thấy sau lưng màu bạc sóng triều, ở này chợt trong lúc đó, lại xảy ra biến chuyển. Vốn là ngân ngư điểu tuy nhiều, nhưng phi hành đội hình cũng là lộn xộn, cho nên mặc dù che trời lấp đất, nhưng hiện ra này chúng yêu cầm hành động không thể đủ đều nhịp khả đương lâm hiên gia tóc sau này, nọ, na, nà, màu bạc sống triều nhất trận ba động sắp hàng tổ hợp, dĩ nhiên hợp thành nhất kỳ quái phi tỉnh trận thế. Cùng tu sĩ phi hành kiếm trận tương tự, xảo đoạt thiên công, chính là một loại kỳ lạ thế. Có khả năng ngăn cản trời cao trung cương phong, không dùng đa háo pháp lực, phi hành tốc độ là có thể bạo tăng gấp đôi có dư. Này! Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, về phi hành kiếm trận thế, hắn còn thị không lâu trước đây, tại linh giới điển tịch trung chứng kiến. Lúc ấy liền đại cảm thấy hứng thú, đáng tiếc này chủng thế, thì nhiều người phối hợp, tài năng có trong dự đoán hiệu quả. Không nghĩ tới lần đầu tiên chính mắt thấy, cũng là từ này chủng hung tàn yêu cầm thi triển ra đến. Quả nhiên cùng sách cổ thượng miêu tả không sai biệt lắm. Lâm Hiên không khỏi cảm thán không thôi, có một chút thế, nghe nói đơn nhân cũng có thể thi triển, sau này có cơ hội, đến không ngại thật tốt nghiên cứu một phen vốn là Lâm Hiên toàn lực ứng phó, đã xem Ngân Ngư Điệu bỏ rơi một khoảng cách, có khả năng bọn họ tạo thành này kỳ lạ phi hành trận thế, lại đuổi theo. Muốn chết. Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, những Này yêu cầm, cũng khinh người quá đáng, lão hổ không phát uy, thực sự tương tự chính mình trở thành bệnh miêu. Có khả năng nộ quy nộ, quay đầu lại liều mạng dù sao cũng là không có lời. Xúc động thì ma quỷ, Lâm Hiên đã trải qua như vậy đa, tự nhiên sẽ không làm một thì nhiệt huyết đi đầu não nóng lên. Hít vào một hơi, toàn thân pháp lực vận chuyển không thôi, có khả năng dù vậy, cũng bất quá cùng phía sau màu bạc sóng triều tốc độ tương tự, như thế đi xuống, khi nào mới có thể thị một cái, người, kết thúc. Lâm Hiên nhíu nhíu mày, toàn thân động quan chật tắt, chật ngừng lại, lại đầu vai vi đẩu, đem cửu thiên vi bộ thi triển khai. Cùng động quan so sánh với, tự nhiên là cái này phi hành tốc độ muốn nhanh hơn một chút vô thanh vô tức thân ảnh của hắn chợt xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài sau đó trong nháy mắt biến mất tung tích xuất hiện ở xa hơn điểm thời gian nháy con mắt lâm hiên nhân ảnh liền xuất hiện ở phía chân trời một khác bên cạnh thật xa nhìn lại chỉ còn lại có nhất không ra gì điểm đen mà thôi tuy nhiên ngân ngư điểu chút nào không có buông tha cho phao môn nhóm mặc dù không giống hóa hình kỳ yêu thú nhất dạng có được cường đại thần thức nhưng khứu giác nhạy cảm lại khó có thể tin nổi Lâm Hiên tưởng thoát khỏi môn, nhắm, bất quá là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Sắc trời có chút hôn ám, giỏi nhìn lại, như trước thì bích hải liên thiên. Bén nhọn tiếng xé gió truyền vào cái lỗ tai, phương xa hải thiên đụng vào nhau chỗ, một bóng người xuất hiện. Bắt đầu thượng xa, có khả năng mấy cái, người, rung động gian, giữa, liền từ từ rõ ràng đứng lên. Thì nhất dung màu phổ thông thiếu niên. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi, Cửu thiên vi bộ kỳ diệu động thuật mặc dù có khả năng đem đối phương thoát khỏi, nhưng này chủng đại thần thông chính là dùng cho trong chiến đấu khéo léo xây dịch, mà không chạy đi. Tại lôi ra một khoảng cách sau đó, Lâm Hiên liền sử dụng bình thường động quan, có khả năng không nghĩ tới không lâu, những này yêu cầm liền đúng là âm hồn bất tán đuổi theo. Lâm Hiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục không tiếc hao tổn rất lớn pháp lực sử dụng cửu thiên vi bộ. Kéo cự ly, có thể làm cho dùng phổ thông động quan phía sau lại lần nữa bị đuổi theo, như thế phức tạp, rốt cục đem Lâm Hiên kiên nhẫn khoái háo xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1582 Chương 1582 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Như thế đi xuống, căn bản là không phải cái, người, kết thúc nàng không được chạy thoát hồi lâu, đến tối hậu, không phải không được không cùng những. Này ngân ngư điểu liều mạng. Lâm Hiên không cam lòng. Hắn hít vào một hơi, độn quan tốc độ lại đề cao thiểu hứa, bên tai truyền đến, xoẹt xoẹt, cực nhanh tiếng xé gió, kinh hồng tốc độ cực nhanh, đã biến thành nhất màu xanh quan điểm, gần vài tức công phu, liền biến mất tại chân trời. Không được vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên không muốn chống chọi, trong đầu ý nghĩ chuyển quá, khổ khổ suy tư về là thoát thân chi sách. Gần non nửa ngày công phu, hắn cùng với này yêu cầm một đuổi một chạy gian, giữa, lúc đầu đã bay ra bách vạn dặm xa, Lâm hiên trong tay không có đông hải bản đồ, cũng không biết chính mình hôm nay người ở chỗ nào, đến tột cùng như thế nào, tài năng hóa giải trước mắt nguy cơ ni. Lâm Hiên thông minh không cần phải nói, có khả năng nhất thời chỉ chốc lát, lại sao có thể nghĩ cái gì tốt là thoát thân chi sách. Tâm tình chánh buồn bực trứ, Lâm Hiên ô như vậy thần sắc nhất động, phương hướng thoáng phiến diện sau đó, tự như trứ một cái, người, phương hướng bắn nhanh đi. Dĩ hắn hiện tại kinh người động tốc độ, gần vài tức công phu, liền bay ra hơn 10 dặm xa, phía trước trận trận bạo liệt thanh truyền vào bên tai. Lâm Hiên ánh mắt hiếp lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, linh quan chấp động không thôi, đúng là hai nam một nữ ba tên tu sĩ, từng cái, người, tế ra bản thân phù triện linh khí, tại nơi đó đánh cho náo nhiệt cực kỳ nhị đáng tiếc bọn họ tu vi thật sự không đáng giá nhắc tới, gần trúc cơ, hơn nửa tên, kia nữ tử bị hai người vây công, rõ ràng không địch lại, bất quá là tại khổ khổ dãy dồn mà thôi. Lâm Hiên thở dài, ba người này tu vi quá thấp, coi như tưởng hòa thủy đông dẫn cũng là không có khả năng. Có khả năng ánh mắt tại tên, kia nữ tu trên mặt đảo qua, Lâm Hiên lại không khỏi một tiếng khinh di động quan quàng quạt mà chỉ này đúng là một tên hải tộc nữ tử, lớp da giống như nha loại tinh trí, mặt mày như họa, còn không đến 20. Đương nhiên, những lâm hiên kinh ngạc không phải vẻ đẹp của nàng mà là hắn đã từng thấy qua nàng này, nhớ kỹ vừa tới linh giới lúc nàng này cùng hai tên hải tộc nam tử hợp lực, đồng nhất nhị cấp bạch tuộc yêu thú ác đấu không thôi. Thiếu chút nữa tán thân yêu bụng, chính chính mình xuất thủ cứu giúp. Không nghĩ tới sự dễ dàng thì di, hai người lại ở chỗ này gặp nhau, Nói là trùng hợp, vì Miễn cũng quá có duyên phận. Nàng này như trước cùng lần trước tương kiến tình hình giống nhau, tay trái đang cầm nọ, na, khỏa xanh thẳm sắc bảo châu, tay phải hoạt kháp hoạt điểm, pháp quyết biến hóa ngàn vạn, môi anh đào hé mở, phun ra thần bí mà phong cách cổ sư chú ngữ. Đáng tiếc nàng địch nhân cũng là hai tên cùng cấp tu sĩ, đều là nhân tộc. Nhất nhân thao tác trướng nhất mặt lục sắc phi kiếm, muôn hình vạn trạng. Một người khác thì toàn thân tà khí, sợ tế xuất chui, này quỷ đầu cương xoa, cũng đồng dạng linh động dĩ cực. Dĩ nhị đã nhất, đại chiếm thượng phong cũng là rất bình thường. Lâm Hiên biến thành động quan quá mức kinh người, đương ba người phát hiện dị thường cùng không ổn, Lâm Hiên đã sớm khi gần đến nhãn liều mạng. Ba người quá sợ hãi, không hẹn mà cùng dựng tay lui về phía sau, sở tế xuất linh khí cũng bay ngược mà quay về, trước người xoay quanh không chủ. Ba đạo ánh mắt đồng thời hướng hắn vọng đã tới. Nhất nhìn rõ ràng lâm hiên loại người mặt mũi phía sau nọ, nà, hai tên nam tử đại hỷ, không kịp suy nghĩ nhiều mở miệng xin giúp đỡ. Tại hạ vạn thú đảo lửa hạt, tiền bối như khẳng xuất thủ bắt giữ này yêu nữ như đã nói, bổn đảo nhất định sẽ thăm tạ. Vạn thú đảo Lâm hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra cổ quái vẻ. Còn nữ kia tử, nghe xong đối phương như đã nói vẽ lại lập tức tái nhợt đi lên, nhưng chỉ cần thì một cái chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, nàng liền nhìn rõ ràng Lâm Hiên mặt mũi, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Tiền bối, là ngươi. Hai nữ nam tử nghe xong đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau trở nên khó coi. Đông Hải tam tộc thế chân vạc, hôm nay tuy là bị vây hòa bình thời kỳ nhưng xung đột cũng là thì có phát sinh. Vốn là này xa là tu sĩ cùng thuộc tính nhân tộc, nhượng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cánh tay khửu tay không có giống ngoại quải đạo lý, ai có thể hiểu được, đối phương cùng này hải tộc nữ tử, lại quen biết, hơn nữa giao tình tự hồ không cạn bộ dáng. Hai người không khỏi trong lòng thấp thỏm, đem thần thức thả ra, tại lâm hiên trên người đảo qua. Sâu thẳm như biển, căn bản là nhìn không ra sâu cạn. Chẳng lẽ là ngưng đang hậu kỳ, thậm chí thiện nguyên anh lão tổ, hai người liếc nhau, tất cả thấy được lẫn nhau nhãn trung ngạc nhiên này còn thì bởi vì lâm hiên vì tiết kiệm pháp lực đem nọ na trùng thiên linh áp bị đứng lên nếu không hội gặp càng thêm không chịu nổi tiền bối ngài không nên tức giận chúng ta cũng là dân lên mặt mệnh lệnh đuổi bắt nàng này chút nào vô ý cùng ngài là địch tiền bối nếu nhận thức nàng này nọ na vãn bối liền bán ngài mặt mũi phóng nàng này rời đi bên trái nọ na cao cái người tu sĩ mặc dù mặt mũi xấu xí nhưng khéo đưa đẩy cực kỳ thử thăm dò nói ra mấy câu nói đó phía sau, một bộ một mực cung kính bộ dáng. Hảo hán không ăn trước mắt mệt, dĩ bọn họ tu vi, hiển nhiên thì không có khả năng cùng này xa lạ tu sĩ là địch. Bán ta mặt mũi. Lâm Hiên phản phất nghe thấy được cái gì buồn cười dĩ cực sự. Vốn là đều là nhân tộc, tha các ngươi một con ngựa cũng là có thể, nhưng ai cho các ngươi ngược lại thì vạn thú nọ, na, lão bất tử thủ hạ ni, muốn oán liền oán chính mình vận khí bất hảo, hai người mệnh, Lâm mổ nhận. Lời còn chưa dứt, hai người đã sắc mặt cuồng biến, bất đồng Lâm Hiên nói xong. Nọ, na, cao cái, người, tu tiên giả, thân xuất thủ đến, tại bên hông vỗ, một cái hoàng xanh nước biển xanh nước biển phù triện bay vút ra, sau đó hắn không chút do dự dán tại lồng ngực của mình mặt trên. Thổ động phù ngươi tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ đã thần kinh thác loạn, ở này mang mang biển rộng, lại sử dụng thổ hệ pháp mộc ngay cả cơ bản thường thức cũng không rõ ràng lắm, cũng khó vì có thể trúc cơ thành công. Lâm Hiên lời nói của tràng nập chăm chọc, nọ, na, cao cái, người, tu tiên giả sắc mặt càng phát ra trắng, cũng kinh hại cảm giác chính mình làm việc nhất kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng giờ phút này biến ảo pháp thuật đã không còn kịp nữa, chỉ có thể kiên trì tại phù thượng vỗ, hóa thành nhất đạo kim hồng, giống như chân trời bay vút đi. Cho tới cái, kia tự xảo ải chút tu tiên giả, vẽ cũng không sai biệt lắm, này nhân tu tập tự hồ là ma đạo pháp thuật. Toàn thân bị ma khí bao bọc, một đầu trát giống như nọ, na, biển sâu trong. Bọn họ phản ứng ngã cũng coi như nhanh chóng, đáng tiếc cùng Lâm Hiên chênh lệch thật sự quá. Nếu như nhượng chính là hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ từ không coi vào đâu chạy thoát, Lâm Hiên còn tu tiên làm chi, tự vận dĩ tạ thiên hạ tính. Cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, gần thì một ngón tay điểm xuất, linh quan chật lóe, nhất thật lớn bàn tay xuất hiện, sau đó không nói hai lời, như phiến con mũi loại liền đem hai tên tiểu tu sĩ cấp hung hăng phách phi rớt. Nhất nhân trực tiếp nổ tan xác mà vong, một người khác thì gần thì ngất xỉu đi. Đương nhiên, tạm thời không có chết, tịnh không có nghĩa là hắn vận khí không sai, chỉ có thể nói, còn có lợi dụng giá trị thôi. Lâm Hiên thân xuất thủ đến, nhẹ nhàng đi phía trước mặt tìm tòi, về một tiếng truyền vào bên tai, nọ, nà, khéo đưa đẩy cao cái, người, tu sĩ đã bị hắn hấp đến lòng bàn tay bên trong. Vạn thú đảo tu tiên giả, chẳng lẽ nọ, na, lão quái vật sao huyệt liền tại phụ cận sao? Lâm Hiên một bên lầm bầm lầu bầu thuyết, một bên không chút khách khí dùng năm ngón tay đè lại đầu của hắn sọ, thi triển sư hồn thuật. Gần vài tức công cặp, Lâm Hiên trên tay hỏa quan vừa nổi lên, nhượng đối phương hôi phi yên diệt. Cả quá trình, động tác mau lẹ, bất quá nọ, na, hải tộc nữ tử, trái lại chính mắt thấy, sắc mặt xoát một chút trắng. Trước kia như chúng tinh phủng nguyệt. Sau quanh trăng sáng, nàng khi nào gặp qua tu tiên giới tàn khốc, lâm hiên lòng dạ độc ác lệnh nàng cảm giác cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Sinh mệnh thị như thế yếu ớt. Tiền bối. Thấy lâm hiên quay đầu sọ, nàng này lắp bắp mở miệng, mặc dù lâm hiên xuất thủ diệt sát nàng hai tên cừu địch, nhưng nàng này nhưng trong lòng thấp thỏm dĩ cực lời còn chưa dứt, đột nhiên có tiếng huyên náo thanh truyền vào cái lỗ tai. Xa xa chân trời, ngân mang hiện ra. Đáng ghét, thật sự là một đám đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, mới xảo nhất trì hoãn, lại lại đuổi theo. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia âm lệ vẻ, tuy nhiên nhìn kỹ, so với vừa mới thông dòng rất nhiều. Tưởng thoát khỏi những... Này quái vật, chỉ có hòa thủy đông dẫn một đường, cơ duyên xảo hợp, chính mình tại Đông Hải không nhìn được lộ, như không có đầu con rùi loại sông loạn, lại đi tới vạn thú đảo không xa chỗ, này còn có cái gì háo khách khí. Ngân ngư điểu. Đảo mắt công phu, nọ, nà, yêu cầm đi trước, cự ly hai người chỗ chỗ, đã bớt quá ngàn trượng xa, cho dù thị trúc cơ kỳ tu sĩ nhãn lực, cũng có thể đem môn, nhóm, hung ác dung mạo nhìn cái, người, rõ ràng. Thiếu nữ thất thanh kinh hô, thanh tú trên ngọc dung không còn có một tia huyết sắc, làm như linh giới sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, nàng so sánh Lâm Hiên rõ ràng hơn này chủng ma điểu chỗ đáng sợ. Chẳng lẽ thuyết, chính mình muốn tán thân yêu cầm bụng. Điểm này, cơ hồ chút nào hoài niệm cũng không, coi như là nguyên anh kỳ tu tiên giả, cũng không có khả năng từ này dạng quy mô thú triều trung chạy ra. Sớm biết rằng, không nên tùy hứng, một cái, người, nhân lặng lẽ rời đi đáy biển tiên thành. Có khả năng bất luận thế tục, còn thì tu tiên giới, cũng không có đã hối hận này chủng bảo vật, coi như là chân tiên, đối mặt đã từng phát sinh quá tất cả, đồng dạng thì chịu bó tay. Trong đầu trống rỗng, nàng này đã bị hù dọa ngốc. Mạch lạc tự hồ đã là bất khả nghịch chuyển, lại đột nhiên bên hông căng thẳng, nàng đã bị một cái, con, kiên cường hữu lực cánh tay ông lấy, theo sau trước mắt nhất trận mơ hồ, lại từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo xuất hiện, đã tại mấy ngàn trường xa chỗ. Theo sau tái xuất hiện, tái biến mất vòng đi vòng lại đây là thuấn di thuật không còn muốn cao minh nhiều lắm nàng này tu vi mặc dù gần trúc cơ nhưng bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh quan hệ ánh mắt có thể nói cao minh dĩ cực xa không giống cấp tu sĩ có khả năng so sánh được nàng này môi anh đào hé mở đáng tiếc nàng tu vi quá thấp dưới tình huống như vậy tưởng nói chuyện thì không có khả năng cũng may lâm hiên cũng không có một mực sử dụng cửu thiên vi bộ xảo xảo kéo cùng yêu cầm cự ly liền toàn thân thanh mang nổi lên, hóa thành bình thường động quan giống như phía trước bay vút đi. Bất quá tốc độ như trước thì khoái được người khác trố mắt đứng nhìn, cơ hồ không thể so với trong truyền thuyết thiên ngoại lưu tinh kém cỏi. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi là ly hợp kỳ tu tiên giả? Nhược nhược thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nọ, na, hải tộc thiếu nữ đã khôi phục trấn định vẻ, dù sao tạm thời xem như thoát hiểm. Nàng cũng không cần lo lắng lâm hiên hội, gặp, đối với chính mình bất lợi, nếu không mới vừa rồi liền không có xuất thủ cứu giúp lý. Xưng nha đầu kia, ánh mắt ngã cũng không tệ lắm. Lâm Hiên trên mặt, cũng lộ ra vài phần kinh ngạc vẻ, trúc cơ kỳ tu sĩ thì không có khả năng nhìn ra hắn tu vi sâu cạn, bất quá nàng này, ngã có chút không giống người thường. Tiền bối quá khen, bất quá ngài đây là tưởng trốn tới chỗ nào, ngân ngư điểu thiên phú đặc thù, coi như ngài thị ly hợp kỳ lão tổ, tưởng thoát khỏi cũng cũng không dễ dàng, nàng này dè dặt khai. Ở mặt ngoài không dám làm tức giận, kỳ thật lại ngụ ý vài phần chỉ điểm ý, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1582 Bạch Hổ Thành Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đâu chỉ là không dễ dàng. Lâm Hiên lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần cười khổ, thần thông của mình như nào chính mình biết rõ, nếu đổi là một gã ly hợp kỳ tu tiên giả khác chỉ sợ sớm đã bị yêu cầm này nuốt hết. Mặc dù là hắn, cũng đồng dạng bị truy chật vật vô cùng, cũng may hiện tại đã có chủ ý thoát thân. Người không cần phải nói, Lâm Mổ trong lòng hiểu rõ. Dụng quá sư hồn thuật, vị trí vạn thú đảo, Lâm Hiên tự nhiên biết rõ, hại người ít ta đối tu tiên giả mà nói, đó là bình thường, huống chi song phương là quan hệ đối địch, một khi đã như vậy, kia còn có cái gì khách khí, tự nhiên là bày lấy hòa thủy đông dẫn chi kế. Vạn thú lão nhân, coi như ngươi xui xẻo. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra ý cười âm lãnh, phương hướng vừa chuyển, dẫn hung lệ ma điểu kia bay về phía hang ổ đối phương. Cùng lúc đó, vạn thú đảo. Bạch Hổ Thành. So với Hồng Diệp đảo thì diện tích đảo này còn muốn lớn hơn một chút, tiên thành xây dựng, cũng càng phát ra cao lớn nguyên nga chẳng qua số lượng tu sĩ không nhiều như vậy cũng vì tính cách vạn thú tôn giả vô cùng bạo ngược tất nhiên không nhiều người nguyện ý tới nơi này buôn bán chẳng qua số lượng tà tu cũng rất nhiều không ít tu tiên giả tội ác chồng chất cũng thích tới nơi này tìm kiếm che chở đối với vạn thú tôn giả mà nói thì ai đến cũng không cự tuyệt từng bước lớn mạnh thực lực dưới trướng hắn đương nhiên mấy tà tu này không thể làm ác tại vạn thú đảo đạo lý này vạn thú tôn giả rất rõ tục ngữ nói không có quy củ không thành phạm vi vạn thú đảo tuy rằng long xà hỗn tạp lại giống nhau có pháp lệnh tồn tại hơn nữa càng thêm nghiêm khắc một khi trái với nhẹ thì bị đánh nặng thì trừ hồn luyện phách trong thành là có chuyên môn chấp pháp tu sĩ cho nên ít nhất từ ở mặt ngoài nhìn vạn thú đảo giống nhau trật tự tĩnh nhiên bạch hổ thành tuy rằng không kịp lâm hải thành phồn hoa nhưng sống tu sĩ giống nhau ngàn vạn chẳng qua cũng không phải tất cả mọi người đều tuân theo pháp tắc ví dụ như vạn mạnh hào thì hắn coi tất cả quy củ như không có dù sao lão cha hắn chính là vạn thú tôn giả hơn nữa hắn lại là một trong những đứa con được sủng ái nhất lão cha chế định pháp tắc chẳng lẽ còn có thể trừng phạt đến mình sao chẳng qua bình tâm mà nói gia hỏa này cũng không có nhiều thói xấu lắm chỉ có tham hoa háo sắc thích cường thưởng mỹ nữ hắn cơ thiếp tỳ nữ chừng hơn một trăm, nhưng với hắn như thế vẫn chưa đủ, nơi nơi thu nạp thế gian tuyệt sắc, không quản phàm nhân hay tu tiên giả, chỉ cần là mỹ nữ là được rồi. chính bởi vì hắn phong lưu thành tánh tính, lần trước tại Hồng Diệp Đảo làm ra chuyện như vậy, muốn thưởng Đông Phương Minh Ngọc, lại gặp phải Lâm Hiên này đại cái đinh, bị đánh thành đầu heo. cũng may người ngốc có ngốc phúc, đối mặt hắn loại này bao có ăn chơi trác táng, lấy Lâm Hiên tàn nhẫn tính tình cũng không dậy nổi cái gì sát ý, liền đem hắn tùy tiện đánh thành đầu heo xong việc. Này gia hỏa trở về về sau, tự nhiên là tìm lão cha khóc lóc kể lễ, cũng may vạn thú tôn giả tuy rằng thường bất chính hạ tắc loạn, đồng dạng một bụng nam đạo nữ sướng, tái sinh làm một đảo đứng đầu, ở mặt ngoài văn vẽ hay là muốn lau quá, đứa con nơi đông người cường thưởng dân nữ không khỏi quá đáng. Đoạt thì đoạt thôi, lại còn gây sự đánh nhau, bị người khác xuất thủ giáo huấn, loại này bãi, cho dù là vạn thú tôn giả cũng tuyệt đối không có mặt trở về tìm nếu không diệt vết đánh đứa con tu sĩ lại như thế nào chính mình còn không phải luân vì toàn bộ đông hải trò cười còn đọc cái gì khuếch trương nói chuyện gì giả tâm bừng bừng như vậy việc ngốc hắn tự nhiên sẽ không đi làm còn hơn kia không nên thân đứa con vạn thú tôn giả tự nhiên hiểu được trong đó lợi và hại thấy lão cha không hỗ trợ vạn mạnh hào cũng không biết làm sao đành phải ở nhà dưỡng thương này mấy tháng tới nay, cũng là tính tu thân dưỡng tính, đáng tiếc tục ngữ nói, đã là chó thì không thể không ăn cứt, thằng cha này thương thế vừa mới đỡ, trong tâm lại bắt đầu không an phận. Nhất là hôm nay sáng sớm, lão cha đã mang theo tâm phúc dưới tay ly khai vạn thú đảo, cụ thể làm cái gì hắn không biết rõ, hình như là cùng hồng dịp tiên tử có quan hệ. Nghĩ đến hồng dịp tiên tử, này gia hỏa lại là một trận tâm dương, đáng tiếc nàng này là bị lão cha nhìn trúng, hắn tự nhiên không dám tranh đoạt nói đến đấy này phụ tử lưỡng cũng không là thứ tốt cá mè một lứa mà thôi lão cha đi rồi còn mang cho vài tên tâm phúc đại tướng kể từ đó vạn thú đảo thượng tuy rằng còn lưu thủ một chút tu tiên giả nhưng ai dám quản hắn vị này thiếu chủ vì thế vạn mạnh hào lại giá hắn thú xe chuẩn bị đến trong thành dạo chơi thuận tiện nhìn có hay không mỹ nữ có thể thưởng sắc trời sáng sủa bầu trời xanh lam đắt phản phất một khối tốt nhất Mỹ Ngọc giống nhau. Lao lão cha Linh đang dịu dược, vạn mạnh hào trên mặt không có lưu lại một khối tật thương, chiếc phiến nhẹ lay động, ngồi ngay ngắn tại thú xe phía trên, xa xa nhìn lại, nhưng thật ra xuất khí vô cùng, đáng tiếc hắn là một cái gối theo hoa một bao cỏ. Hắn đi vào trong thành, cũng không phải vì ngắm phong cảnh, mà là đưa mắt chung quanh, tìm kiếm động lòng người Mỹ nữ. Đột nhiên, vạn mạnh hào nhãn tình sáng lên, một yêu dị nữ tử, tiến vào hắn ánh mắt, dung mạo chỉ có thể xem như khá nhưng, nhưng này nóng nảy dáng người, lại kẻ khác khó quên. Hơn nữa mặt đắc phi thường lớn mật bại lộ, loại này tà nữ tu sĩ là dễ dàng nhất bắt đầu. Vạn mạnh hào mừng rỡ, lập tức chỉ huy thú xe bay qua tới, nàng kia chẳng qua ngưng đan kỳ, này lại là tại hắn lão cha địa bàn trong, tuyệt không sẽ phát sinh lần trước ô long sự. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển quá, Vạn Mạnh Hào là điển hình thật là tốt vết sẹo đã quên đông gia hỏa, nhưng mà ở giờ phút này, xa xa một đạo sáng lệ kinh hồng ào ào xuất hiện. Bắt đầu thượng xa, nhưng dây lát giang tự đi tới thân lệ, kia tốc độ kẻ khác trừng mắt cứng lưỡi. Kinh hồng trong, Lâm Hiên từ lâu đem trước mắt người nhìn biết rõ. Trên mặt lộ ra vui mừng quá đổi vẻ, lão thiên gia đối với mình thật đúng là không tệ. Giờ phút này ngân ngư điểu cách chính mình còn có một khoảng cách, có cũng đủ thời gian làm kia thủy hòa đông dẫn việc. Lâm Hiên động quan vừa chậm, ngừng lại. Là. Là ngươi. Đáng thương vị này thiếu chủ chính sắc tâm bừng bừng, muốn tiến lên đi thông đồng cường thưởng mỹ nữ, chợt thấy cựu nhân ra hiện tại trước mắt, không khỏi có chút ngẩn người. Một thời gian, cơ hồ nghĩ đến chính mình nhìn lầm, Lâm Hiên lại hướng hắn lộ ra một cái thập phần sáng lạng nụ cười. Đầu heo, đã lâu không thấy. Vừa nói, một bên vương tay phải bà chính là một bạt tai vải ra không có ẩn chứa pháp lực nhưng lực lượng lại vô cùng lớn lấy vạn mạnh hào thực lực như thế nào có thể trốn nửa bên mặt nhất thời sưng đỏ đi lên nóng cháy đau đớn vạn mạnh hào kinh sợ lo lắng nhưng trong ánh mắt càng nhiều cũng sợ hãi lần trước tại lâm hải thành phường thị hắn bị lâm hiên đánh ra tâm lý bóng ma hơn nửa ngốc người cũng có chút tiểu thông minh biết rõ không địch lại cần gì phải đi làm kia trứng chim va chạm tảng đá việt ngốc. Tay áo bào phất một cái, một cái tấm trắng bay vút mà ra, trước đem chính mình bảo vệ, sau đó hắn dương tay để lại ra truyền âm phù. Không. Không đúng, này không phải truyền âm phù, chỉ thấy một lũ hoàng quang từ trong tay hắn bắn ra, giống như hoảng thực cấp, thẳng hướng trong mây tiêu trong, sau đó thình thịch một tiếng nổ tung, so với pháo hoa càng thêm sáng lạng, phạm vi trăm dặm, cũng có thể thấy phi thường rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1583 Chương 1583 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Không cần phải nói thì đưa tin cảnh báo cả bạch hổ thành tu sĩ đều thấy rõ rõ ràng, biết hắn vị này thiếu chủ gặp nguy hiểm tiểu tử lần này đây thì một mình ngươi muốn chết ta muốn đem ngươi trừ hồn luyện phách hối hận đi tới trên đời này. Vạn mạnh hào trầm thấp thanh âm truyền vào trong lỗ tai mặt tràn ngập oán độc từ nhỏ đến lớn có phụ thân quan tâm hắn chưa từng ăn xong này dạng khổ đối với Lâm Hiên tự nhiên là hận đến tận xương cốt mau bất đắc dĩ chuyện này quá mức mất mặt phụ thân cũng không muốn ra mặt hắn chỉ có thể đánh rất nha hướng tới trong bụng nuốt nguyên vốn tưởng rằng không có báo thù một khắc không nghĩ tới tiểu tử này là chính mình đụng vào họng mang đến nơi này khả năng không là lâm hải thành mà là vàng thú đảo. Nguyện khu một tên nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả sống hay chết nhu thành diện đoàn còn thị nhân bánh không đều từ trứ chính mình sao? nghĩ có khả năng báo thù hắn kích động được toàn thân phát thiên lại ngược lại không có phóng xuất thần thức tại lâm hiên trên người đảo qua còn tưởng rằng hắn thật sự là một tên nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả dù sao lúc này lâm hiên vì tiết kiệm pháp lực cũng không có đem linh áp mở ra một lần sẩy chân để hận nhìn đời chắc chắn nhượng hắn hối hận cả đời tuy nhiên giờ phút này vạn mạnh hào cũng không hiểu biết chính ở chỗ này đắc ý cười lạnh ngốc đến như thế trình độ ngã cũng thực sự xem như khó được cực phẩm cùng lâm hải thành đích tình huống không sai biệt lắm vạn thú đảo cũng thời khắc có giáp sĩ tuần tra hơn nữa bởi vì vạn thú tôn giả không ở chỗ này phòng ngự so sánh bình thường còn tăng cường rất nhiều vạn mạnh hào trên người cảnh báo phù chính là lão quái vật chuyên môn là bảo bối nhi tử đặc chế tái không nên thân cũng còn thì cốt nhục của mình hổ độc không ăn thịt con vạn thú tôn giả mặc dù giả tâm bừng bừng nhưng đối với chính mình cốt nhục còn là phi thường ái hộ cái này phù truyện trên đảo tu tiên giả cơ hồ toàn bộ nhận biết trên tường thành giáp sĩ không nói hai lời liền hóa thành đạo đạo kinh hồng hướng về bên này bọc đánh mà đến thượng xa hơn một chút chỗ động quan càng phát ra làm người khác chú ý nọ na, Nà, này đều là lưu thủ nguyên anh kỳ trưởng lão vạn thú tôn giả phẩm hạnh bọn họ hiểu được nếu như thiếu chủ ở chỗ này gặp chuyện không may bọn họ mỗi người cũng sẽ không có hảo trái cây này một màn Vạn Mạnh Hào thấy rất rõ ràng trên mặt vẻ càng vượt phát đắc ý ngông nên thanh âm lại có vẻ âm lãnh cực kỳ. Tiểu tử như ngươi hiện tại dập đầu cầu xin tha thứ cùng ta thiêm hạ chủ tớ huyết khế sau này thiên thiên, ngày ngày, là ta tẩy cướp ngã bồn cầu ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi, ha hạ các hạ thật đúng là nhất thú vị gia họa nếu không phải tình huống đặc thù lâm mổ cũng có suất không nở giết ngươi. Lâm Hiên giận dữ ngược lại cười mở miệng gặp qua nhân không biết sống chết nhưng chưa từng thấy nhân không biết sống chết đến như thế trình độ vị này đại thiếu gia há thì chính là một câu cực phẩm có khả năng hình dung dùng thảo bao hình dung hắn đều quá mức cất nhắc bất quá giờ phút này lâm hiên cũng không có thời gian cùng hắn ở chỗ này mà mồm mép mặc dù dùng cửu thiên vi bộ đem ngân ngư điểu hất ra nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra đối phương rất nhanh sẽ đuổi theo Thời gian không nhiều lắm Lâm Hiên Nhãn Trung Tinh mang hiện lên tay phải đột nhiên nắm tạo thành quyền hung hăng hướng tới đối phương kích hạ. Vạn Mạnh Hào tuy là đứa ngốc nhưng đã sớm ăn xong đau khổ nhiều ít còn thì có nhất này phòng bị thấy thế không nói hai lời một ngón tay điểm đi trước người thuẫn bài nhất thời ô ô minh hưởng hào quang đại phóng nhất tầng tầng quần sáng đem Lâm Hiên nắm tay cách trở. Lâm Hiên trên mặt lộ ra này hướng ngoại ý muốn vẽ bảo vật này liền phẩm chất đến thuyết còn thì không sai xem ra coi như là ngu ngốc thiếu chủ thân gia cũng xa không giống cấp tu sĩ có khả năng so sánh được. Đáng tiếc tưởng ngăn cản chính mình bất quá là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi, Lâm Hiên khả năng không là phổ thông tu tiên giả phượng vũ cửu thiên quyết nhượng thân thể của hắn so sánh hóa hình kỳ yêu thú còn muốn cứng rắn nhiều lắm trên nắm tay linh quang lóe ra thình thịch một tiếng nọ, nà, thuẫn bài đã bị đã biển linh quan ảm đạm dĩ cực như sát thường loại hướng về mặt đất rơi xuống đi xuống. Không có khả năng, vạn mạnh hào quá sợ hãi trên mặt đất ý biến mất được thay mặt, chút nào tung tích cũng không nhìn về phía lâm hiên ánh mắt cũng làm lại lần nữa trở nên hoảng sợ van cầu ngươi không nên đánh ta. Lần trước bị biển thành đầu heo trải qua nhượng hắn ấn tượng khắc sâu. Này dạng cầu xin tha thứ lời nói của nhượng lâm hiên dở khóc dở cười 400 niên tu tiên trải qua còn chưa bao giờ gặp phải quá yên tâm ta không đánh ngươi. Lâm Hiên mỉm cười thuyết vạn thú tôn giả nhất đại kiêu hùng thị như thế nào sinh ra này không không chịu thua kém nhi tử tới. Đến trên đầu ngón tay vi đàm nhất đạo pháp quyết không có bác vạn mạnh hào ở trong thân thể đem pháp lực của hắn tạm thời giam cầm sau đó bài khai nắp bình đem nọ, na, thúy lục tương quả chất lỏng lâm hắn cái, người, đầy mặt và đầu cổ. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không có hoàn toàn ngã hoàng gần thì sử dụng hơn một nửa sau đó liền đầy nắp nắp bình tay trái cuốn đem một cái mù mịt cấm chế phù triện dán tại mặt trên. Như vậy thúy lục tương quả nguyên dịch mùi vị đem sẽ không tiết lộ nửa điểm Lâm Hiên đem thả lại đến bên hông. Mặc dù vật ấy thì lần đầu tiên nghe nói cũng không biết hắn trừ, ra hấp dẫn ngân ngư điểu ngoại còn có cái gì khác sử dụng nhưng Lâm Hiên kiến thức trông lớn bằng trực giác cũng biết này hơn phân nửa thì nhất không sai bảo vật đương nhiên không thể lãng phí dùng hoàng còn thừa lại cũng không chuẩn bị trả lại cho an trưởng lão trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngươi làm chi? Hành động bị Lâm Hiên giam cầm lại nhìn thấy hắn xuất ra một vật hướng tới chính mình đầu óc thượng vạn mạnh hào bản năng đem tưởng tượng thành phi thường đáng sợ độc dược phát ra dết heo một loại kêu thảm thiết thanh âm cực lớn vang tận mây xanh. Thiếu chủ xa xa phi độn mà đến tu tiên giả quá sợ hãi không khỏi phi được càng thêm nhanh di vật này còn vô cùng dễ ngửi ê ẩm ngọt ngào mùi vị cũng không sai. Kêu vài tiếng vạn mạnh hào đột nhiên phát hiện chính mình cũng không có cảm giác khó chịu cho tới trung độc dấu hiệu càng là khoái, chút nào cũng không. Trái ngược vật ấy hương khí xông vào mũi người khác nghe thấy cảm giác tinh thần lanh lẹ có số ít vài giọt rơi tại trong miệng của hắn càng là mỹ vị dĩ cực. Có như trên tốt bồ đào tử một loại trở về chỗ cũ sâu xa trong mắt của hắn không khỏi toát ra mê mang vẻ ngươi ngươi đến tột cùng tưởng muốn làm gì. Ha hả tiểu tử ngươi tự cầu đa phúc. Lâm Hiên trên mặt mãn thì thương hại vẻ vỗ vỗ đối phương bả vai đem cấm chế trên người tiếp xúc theo sau cũng không nói nhiều hóa thành nhất đạo kinh hồng hướng về xa xa bay vút đi. Vạn mạnh hào còn có này ngốc hôm nay phát sinh một màn thái quỷ dị điểm. Đối phương rõ ràng tương tự chính mình chế trụ là gì gần thì đánh một bạc tai liền xong việc ni hơn nữa hắn giống như chính mình trên đầu lâm nọ, nà, này chất lỏng cũng cũng không giống như có độc ngược lại thì giống như nào đó giá trị xa xỉ bảo vật. đối phương làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì ni? trong suy nghĩ cũng không giải đáp được vào thời khắc này quan tâm thanh âm truyền vào cái lỗ tai thiếu chủ ngươi không có việc gì sao? quay đầu lại liền nhìn thấy trước người vây quanh vài tên nguyên anh kỳ tu tiên giả bọn họ đều là gia tổ tâm phúc phụng mệnh lưu thủ tại chỗ này trong đó còn bao gồm hai tên hậu kỳ đại tu sĩ. Chung quanh giáp sĩ cũng số lượng đông đảo ước chừng có lưỡng một trăm nhân. Như vậy đa thủ hạ vây tại bên người vạn mạnh hào dũng khí nhất thời tăng lên. Chính mình quản nhiều như vậy làm chi trước đêm ghê tẩm kia tiểu tử bắt giữ bắt sống nhất, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1584 chương 1584. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Các ngươi cũng không muốn lo lắng, vừa mới nọ, na, tu sĩ đắc tội bổn thiếu chủ, đem bắt giữ bắt sống, ta tốt hảo chiêu đãi hắn một phen. Vạn mạnh hào thanh âm tràn ngập oán độc, đối với Lâm Hiên lần nữa trêu chọc hắn đã sớm kỳ hận đến cực chỗ. Đáng ghét. Đương bổn thiếu chủ là cái gì? Xiết ảo thuật làm xiết thằng hề ta muốn cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết không thể. Đem ngươi hồn phách trút ra, chế thành hồn đèn vĩnh thụ hành hạ. Vạn mạnh hào nghiến răng nghiến lời nảy sinh ác độc, tuy nhiên rất nhanh liền phát hiện không đúng đầu, bởi vì chung quanh tu sĩ nghe xong mệnh lệnh của hắn dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Các ngươi làm chi, bổn thiếu chủ như đã nói không có nghe thấy sao, còn là muốn muốn ta bẩm báo lão tổ. Vạn mạnh hào không khỏi giận tím mặt, vốn liền bị vũ nhục, không nghĩ tới liên thủ hạ cũng không nghe nói. Thiếu chủ, không phải lão hủ trái lệnh, mà là vừa mới nọ, na, nhân, một thân xuyên xám trắng đạo bào tu sĩ mở miệng, này nhân tu vi thật cũng không nhược, nguyên anh hậu kỳ, thần thông tạm thời không đề cập tới, chính cảnh giới cũng muốn so với kia vị ngu ngốc thiếu chủ cao thượng thiểu hứa. Vạn mạnh hào một chút chần chờ, thanh âm cũng thư hoãn chút, đối vị này ác danh rõ ràng đại ma đầu hắn cũng không dám quá mức vô lễ đạo huynh lời này ý gì, chúng ta nhiều như vậy tu tiên giả, chẳng lẽ còn tróc không ngừng hắn một cái, người, không đúng, nọ, nà, nhân thủ trung còn ông nhất nữ tử, nhưng tu vi bất quá trúc cơ, sách sách, trường đắc đảo không sai, đem nàng này cho ta bắt giữ bắt sống, tiểu mỹ nhân vừa lúc nã đến an ủi một phen. Chung quanh là người hai mặt nhìn nhau, ta tu trong háo sắc đếm không hết, nhưng cùng trước mắt thiếu chủ so sánh với, cũng không khỏi tự thẹn không bằng, chắp tay thuyết thường một tiếng bội phục. Thiếu chủ, nàng kia tạm không nói đến, vừa mới nọ, nà, dung mạo không sâu sắc tu tiên giả, tự hồ là ly hợp. Xám trắng đạo bào tu sĩ mặt mày cười khổ, tuy nhiên lời còn chưa dứt, đột nhiên như là cảm ứng được cái gì dường như đổi qua đầu lâu. Xa xa chân trời, ngân mang hiện ra, bắt đầu cận có một chút, nhưng trong nháy, liền có như biển triều sống giữ một loại hiện ra ở trước mắt. Giỏi nhìn lại, màu bạc nhất dị, còn có người khác thấp thỏm khí nóng tiếng kêu to quanh quẩn bên tai biên đây là thú triều ngân ngư điểu chúng tu sĩ trợn mắt hốc mồm rất nhiều hai mặt nhìn nhau sắc mặt một cái người nhị cái người trở nên khó coi dĩ cực làm như đông hải sinh trưởng ở địa phương tu sĩ bọn họ sao có thể không biết đạo này yêu cầm chỗ đáng sợ cơ hồ sợ đến chân đều mềm nhũng khoái bảo hộ thiếu chủ trở về đem bạch hổ thành cấm chế mở ra mệnh lệnh tất cả tu sĩ kết trận nghênh địch, tuyệt không thể để cho này yêu cầm nhảy vào thành lý. Có chút khàn khàn thanh âm truyền vào cái lỗ tai, nọ, na, áo bào cho tu sĩ không hổ là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, cứ việc giờ này khắc này, hắn cũng lưỡng chân như nhũng ra, nhưng là rõ ràng, chỉ có đánh một trận. Cũng may vạn thú đảo thực lực hùng hậu dĩ cực, đảo chủ mặc dù không tại, nhưng cấm chế bẫy rập vô số kể, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vị tất không thể từ này đáng sợ thú triều trung sống quá. Trốn, thì không có khả năng, na hội bị chết nhanh hơn. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo bào phất một cái, cả nhân bị xám trắng sắc ma khí bao bọc, tiến lên trước một bước, đem sợ đến ngẩn người thiếu chủ nhất xã, liền mang theo hắn giống như thành tường phương hướng bay vút đi. Vùng này đầu, mặt khác tu tiên giả cũng như đại mộng sơ tỉnh loại phát một tiếng hô, cùng thi triển thần thông, như cái mông bị hỏa thiêu loại chật vật chạy trốn. Cũng may bọn họ cự cử ly cửa thành không xa, hầu trọng phong cách cổ sư chú ngữ thanh truyền vào bên tai, trên tường thành lưu thủ tu tiên giả cũng phát hiện không ổn, căn bản không dùng phân phó đã đem cấm chế mở ra. Nhất tầng xanh thẳm sắc vòng bảo hộ từ từ nổi lên, mặc dù chưa còn thành hình nhưng liền hiện ra phong cách cổ sư huyền ảo ý. Một đội đội giáp sĩ cũng xuất hiện ở trong tầm mắt, chừng thượng vạn nhiều, vạn thú đảo lực phòng ngự không phải chuyện đùa. Còn có nọ, na, Tinh Uy Pháo, Bất Luận Đường Kính còn thị pháo quản chiều dài, đều còn hơn chiến trên thuyền rất nhiều, uy lực hiển nhiên cũng bị càng xuất sắc. Đại chiến buông xuống, trong không khí hào khí lộ càng phát ra ngưng trệ. Đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch tu tiên giả, ngân ngư điểu nhưng không có bất cứ gì sợ hãi, người vì tài mà chết, chim tham ăn mà vong đạo lý ở chỗ này thể hiện được lâm đào tới tận cùng môn nhóm nhãn trung chỉ có thúy lục tương quả chỉ bất quá mục tiêu đã từ lâm hiên đổi thành nọ nà không may thiếu chủ a à, tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái lỗ tai lao đi so sánh mạng giáp sĩ đã bị nọ nà màu bạc sống triều nuốt hết chính là trúc cơ ngưng đang kỳ tu tiên giả ở này chủng quy mô thú triều trung có thể nói như con kiến hôi loại giòn nhược mặc dù liều mạng phản kháng cũng bất quá kích khởi một đóa tiểu tiểu lãng hoa thôi không có chút nào hiệu quả, rất nhanh đã bị làm lại lần nữa nuốt hết, bị ăn được ngay cả cốt đầu mảnh vụn đều không còn. Hơn 200 giáp sĩ, toàn quân bị diệt, sau đó liền đến phiên những này động tốc độ hơi chậm nguyên anh kỳ tu tiên giả. Bị đuổi theo hoảng sợ dĩ cực, cứ việc có thể ngưng tụ thành nguyên anh nhiều ít đều có vài phần bản lãnh, tuy nhiên hạ trạng cũng không tốt rất nhiều, còn kiến cắn chết tượng đạo lý thì nhất dạng. Duy nhất khác nhau chính duy trì được lâu một chút đương toàn thân bảo vật bị khẳng phệ thành sát thường, trừ ra tự bạo nguyên anh một đường, cũng không có khác lộ, này dạng tử tổng hảo quá tán thân với yêu cầm bụng. Bất quá xỏa nhân có xỏa phúc, cứ việc vị kia thiếu chủ đã biến thành ngân ngư điểu nhãn trung ngon miệng thực vật, hắn lại thập phần may mắn an nhiên chạy thoát. Dù sao dẫn hắn tẩu chính là một tên nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, hơn nữa cũng là tùy thời nhanh nhất một cái, người. Hai người thành công trở lại đầu tường, trốn ở quần sáng sau đó. Trước sau chân đem về tới tu tiên giả chỉ còn lại có bảy tám cái, người, còn không đến một nửa đa, hơn nửa này chỉ chính là nguyên anh kỳ, đề gia giáp sĩ đã toàn quân bị diệt. Nguy cơ chưa còn giải trừ, bất quá nọ, na, vài tên may mắn giả tất cả cũng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhất luồng tanh tử lại theo gió truyền vào trong lỗ mũi. Chúng lão quái nhất trận ngạc nhiên, cùng với nọ, na, Mùi Nhi quay đầu đi, liền nhìn thấy làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. đường đường vạn thú đảo thiếu chủ lại sợ đến đồ cứt đái tề lưu. Nếu không phải chính mắt thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, Nam Nhi có lệ không nhẹ đạn, đường đường nguyên anh kỳ tu tiên giả, lại vô dụng đến nước này, coi như là chưa từng có ai, phía sau không người tới, thật sự là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Thương cảm vạn thú tôn giả nhất đại kiêu hùng, như thế nào tử tôn lại như vậy vô dụng? thiếu chủ, ngươi. Nọ, nà, hôi bào lão giả nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng khó thấy cực chỗ, không biết đạo ứng nên nói như thế nào, cứ việc thì sanh tử tồn vong một khắc, chúng tầm mắt của người còn là bị hấp dẫn đã tới. Vạn mạnh hào đỏ mặt lên, hận không thể có nhất điều khe, mà vào thời khắc này, phốc 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 thanh âm truyền vào cái lỗ tai, cũng là ngân ngư điểu đã vọt tới gần chỗ, bắt đầu trảo trảo miệng trác, điên cuồng đánh sâu vào nọ, nà, xanh thẳm sắc cuồng sáng tuy nhiên Bạch Hổ Thành cấm chế, tự nhiên xa không nọ, nà, chiến thuyền vòng bảo hộ có thể sánh bằng, để nhất đạo đánh sâu vào, gần thì thoáng lay động mà thôi. Phụ trách thao tác tu sĩ nhất đạo Pháp quyết đánh ra, nọ, nà, quần sáng thượng nhất thời tràn ngập xuất số lượng 10 đạo nhi tí thô hồ quan, đâm lạp tiếng nổ lớn, số lượng dĩ thiên kế ngân ngư điểu đã bị điện thành cháy xém. Tuy nhiên điểm ấy số lượng, đối với khổng lồ thú triều đến thuyết, bất quá muối bỏ biển, ngân ngư điểu hẳn không sợ chết, vững vàng trên đồng loại thi thể, phía trước ngã phía sau sông lên trùng đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1585 Chương 1585 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sanh tử tồn tồn vong hết sức tự nhiên không ai lại đi quan tâm thiếu chủ người nhát gan vấn đề. Sống quá trước mắt nguy cơ mới là trọng yếu nhất. Không cần phải động viên, lúc này thì tại là chính mình sinh tồn mà chiến. Chúng tu sĩ nhau nhau tế xuất bảo vật pháp khí, hướng về trên bầu trời nọ, na, màu bạc sóng triều liều mạng oanh kích. Các loại cấm chế cũng bắt đầu phát huy hiệu quả, trên bầu trời bạo liệt khai các loại đủ mọi màu sắc cột sáng. Yêu cầm đang không ngừng bị thu cắt, tuy nhiên phao môn, nhóm, số lượng quá mức đáng sợ, kéo dài mấy ngàn lý, vô biên vô hạn. Tất cả cố gắng đều phản phất thì phí công mà thôi. Thật xa nhìn lại, Bạch Hổ Thành liền phản phất một khối cứng trắng đá ngầm, bị màu bạc sóng triều nuốt hết, ít khi sau đó, thủy triều thối lui, đá ngầm như trước đồ sổ đứng vững. Nhĩ sóng biển dân cũng là liên miên không dứt, hạ nhất đạo càng thêm mãnh liệt chen chút đi. Này chủng thời khắc, chỉ có vạn người một lòng tài năng trải qua nguy cơ. Đừng nói cao giai tu sĩ, chính trúc cơ, thậm chí thì linh động kỳ thấp kém cũng hô to đánh nhau kịch liệt không thôi. Trừ ra vạn thú đảo phòng ngự giáp sĩ, còn lại ngoại lai tu tiên giả, phường thị trung cửa hàng trưởng quỷ hỏa kế, thậm chí thì tán tu, tất cả cũng tự phát chạy tới phòng thủ. Ngã không là bọn hắn đối vạn thú đảo có cái gì thuộc sở hữu, mà là hôm nay tình huống đặc thù, bạch hổ thành phòng ngự một khi bị công phá, ai cũng đừng nghĩ thống thống khoái khoái còn sống. Vì sinh tồn đi xuống, chẳng sợ gầy còm lực lượng nhỏ bé, lúc này cũng sẽ không tiếc. Trên bầu trời linh khí tung hoành, pháp bảo bay múa, liền tại mỗi người đều nhiệt huyết chiến đấu hăng hái một khắc, vị kia vạn thú đạo thiếu chủ lại lặng lẽ chạy. Bình thường hắn tác uy tác phúc, cường đoạt mỹ nữ, phản phất chưa bao giờ sợ quá, ngược lại ở này thời khắc máu chốt, lại nguyên hình lộ, bất quá là nhất nhát như chuột, tham sống sợ chết đồ. Thiếu chủ ngươi. Bổn thiếu chủ tiêu chảy, thân thể không thoải mái, nơi này, nơi này có chư vị trưởng lão phụ trách chỉ huy là tốt. Bị nhân gọi lại, vạn mạnh hào lại đúng lý hợp tình tìm được rồi lý do, theo sau toàn thân hồng mang vừa nổi lên, chạy trốn trái lại mau lệ dĩ cực. Chính mình chính là tôn quý vô cùng thiếu chủ, như thế nào có thể cùng một đám ti tiện yêu cầm liều mạng ni? Tục ngữ nói, thiên kim chi tử không tòa thùy đường, chính mình đương nhiên muốn chạy trở về thành chủ phủ, đến chỗ an toàn nhất đời. Vạn mạnh hào như thế tưởng trứ, chút nào cũng không có nội cứu vẻ. Trương đạo hữu, ngươi nhìn. Hừ, bùng nhão phù không lên tường, không dùng trông cậy vào người này. Hôi bào lão giả thở dài, theo sau trên mặt hiện lên một tia hung ác ý, mọi người không nên tiếc giận, đừng quên, chúng ta hôm nay liều chết chiến đấu hăng hái, là vì chính mình có thể sinh tồn đi xuống. Chúng tu sĩ âm âm đồng ý, vốn là bởi vì vạn mạnh hào đào tẩu đê mê đích sĩ khí, cũng hơi bị rung lên. Bất quá kinh này một mạng, tự nhiên mỗi người nội bộ lục đục, đối với vạn thú đảo trung thành độ, tốc độ, cũng thật to rơi chậm lại. Dù sao, ngay cả thiếu đảo chủ đều từ bỏ chính mình. Mà yêu cầm thế công lại càng phát ra sắc bén, ngân ngư điệu thấy mỹ vị thực vật đi xa, sông một huyết hồng, hướng về vòng bảo hộ liều mạng đánh sâu vào. Phía trước ngã phía sau sông lên, những áp lực tăng nhiều gấp đôi có dư. Quần sáng cũng rung động không thôi, phản phất tùy thời cũng có có thể phá vỡ. Mà Lâm Hiên giờ phút này như trước còn ở trong thành. Kỳ thật vừa mới giá họa cho vị kia ngu ngốc thiếu chủ sau đó, hắn hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi yêu cầm truy đuổi, bất quá Lâm Hiên cũng không làm như vậy. Như vậy lựa chọn, cũng là đại có mục đích, thông qua mới vừa rồi thử dò xét cử chỉ lâm hiên đã trong lòng hiểu rõ quả nhiên như chính mình suy đoán vạn thú tôn giả cũng không tại đảo trung nọ na còn có cái gì hảo cố kỵ lâm hiên chuẩn bị đục nước béo cò. mà thú triều xuất hiện càng hấp dẫn đảo trung tất cả tu sĩ tầm mắt là chính mình cung cấp nhất định phương tiện kẻ tài cao gan cũng lớn lâm hiên mới không chính xác bị như vậy rời đi a à. ánh mắt đảo qua Lâm Hiên đem cường đại dĩ cực thần thức thả ra. Rất nhanh liền có thu hoạch, thành chủ phủ phương hướng thì tương đối dễ dàng xác định. Vạn thú không ở trong thành, nhưng hắn khẳng định không có khả năng mang đi tất cả bảo vật, cặp bộ phận đồ định thì đóng tại trong phủ thành chủ, nọ, na, còn có cái gì háo khách khí, Lâm Hiên chuẩn bị đem toàn bộ cướp sạch đi. Cùng Lâm Hải Thành so sánh với, này thành diện tích hiển nhiên còn muốn càng lớn hơn một chút. Bất quá dĩ Lâm Hiên độn tốc độ mặc dù đi vòng thành một vòng cũng dùng không được bao nhiêu công phu. Lâm Hiên vốn là thì bay về phía thành chủ phủ, có khả năng rất nhanh một cái, người, bài phường lại ánh vào mi mắt, này chủng dấu hiệu tính kiến trúc Lâm Hiên tái quen thuộc bất quá, một loại đều là phường thị sở đặc hữu. Lâm Hiên thần sắc nhất động, rơi xuống kinh hồng. cái gì nhân? Nhất đối giáp sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt, trên mặt mang theo kinh nghi bất định vẻ cầm đầu hai người lại thị ngưng đang kỳ đỉnh núi tu tiên giả, còn lại là người cảnh giới cũng không nhược. Lâm Hiên trên mặt lộ ra ngoài ý muốn vẽ, nhưng xảo nhất chuyển niệm cũng rõ ràng. Mặc dù là hiện tại phòng thủ thành căng thẳng, phương thị này chủng trọng yếu địa phương khẳng định còn thị sẽ tu sĩ trông coi. Để người nhân đục nước béo co. Này có khả năng quan hệ trước cả vạn thú đảo danh dự. Huống chi liền tình hình chung đến thuyết, này chúng quy mô thú triều còn không đến mức đem trước mắt cổ thành công phá dù sao ngân ngư điểu mặc dù hung tàn vô cùng nhưng đơn cái người thực lực lại không đáng giá nhắc tới cho nên phường thị trung khách nhân bao gồm cửa hàng trung trưởng quỷ hỏa kế mặc dù tất cả đều đi tự phát trợ giúp thủ thành nghênh địch nơi này lại ngược lại giữ một đội tu vi không thấp giáp sĩ đương nhiên bọn họ ký tại đề phòng cước lẫn nhau trong lúc đó đã ở lẫn nhau giám thị miễn làm ra nọ na trông coi tự trọng sự. Lúc này nhìn thấy Lâm Hiên đi tới nơi này, những này giáp sĩ ánh mắt bất thiện dĩ cực, tại Lâm Hiên trên người đảo qua. Hai người các ngươi cái, người, không giúp hết lòng cho thủ thành, lén lúc vùng trộm chạy tới chỗ này, ý muốn như thế nào, tưởng tự tiện động phường thị trung bảo vật, giết không tha, di. Ly hợp kỳ tu tiên giả. Lời còn chưa dứt, nọ, na, cầm đầu giáp sĩ vẽ, đột nhiên trở nên sợ hãi dĩ cực đi lên, cùng quái đảng không sai biệt lắm. Lâm Hiên trên mặt, đồng dạng lộ ra vài phần ngoài ý muốn vẽ. Chính là một tên ngưng đang tu sĩ, lại có thể đem lâm mổ cảnh giới nhận ra, cũng được, các ngươi không tưởng lần thụ hành hạ, liền tự vận tốt lắm. Tiền bối Tiền bối tha mạng Trung tu sĩ kinh hải, nước mắt vàng dụ quỳ xuống dập đầu. Chúng ta cùng không oán không cừu. Đương nhiên cũng có mấy người xoay người liền đi thì không oán không cừu, ai có thể cho các ngươi thị vạn thú thủ hạ tà tu. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra vẻ chăm chọc, bọn người kia bình thường đều là làm nhiều việc ác, tội chết có thừa. Không nói hai lời tay áo bào phất một cái, hơn 10 người nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu bay vút mà xuất, hỏa đạn thuật. Này xem như ngũ hành pháp thuật trung chấm NH ất trụ cột một loại, nhưng từ ly hợp kỳ tu sĩ thi triển ra đến uy lực lại tự bất đồng, vài tên tu sĩ trên mặt mãn thì sợ hãi vẻ, bất luận thị nhiên người né tránh, còn thị tế xuất phòng ngự pháp khí, hà tràng đều là nhất dạng. Bị hỏa cầu đánh trúng, lớn tiếng kêu thảm, nhưng ngay lập tức sau đó liền biến thành hư vô, ngay cả hồn phách cũng không có thể chạy thoát, trực tiếp thiêu đốt hóa thành tro bụi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vừa lòng vẻ, giở tay nhất chân, liền diệt sát này đội phụ trách thủ vệ tu tiên giả, theo sau Lâm Hiên hóa thành nhất đạo kinh hồng, bay vào này thoạt nhìn quy mô không nhỏ phường thị trong. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1586 Chương 1586 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hai bên cửa hàng sang sát, này phường thị cảnh khuôn mặt dù so sánh Lâm Hải Thành ít hơn nhất này nhưng chiếm đất cũng là rộng lớn dĩ cực. Đang xen chính là từ số lượng các phố cấu thành. Trần ký cửa hàng, cửu linh lâu, thất xảo cắt, vạn phù cư. Đủ loại bản hiệu ánh vào mi mắt, này còn thị trọng đại cửa hàng, còn lại quy mô ít hơn một chút, chừng gần bách nhiều. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia mừng như điên vẻ, nếu như đem cả phường thì cướp bóc nhất không, sẽ có như thế nào thu hoạch, đây là không cần nói cũng biết trừ ra có thể lại được giá trị xa xỉ tài hóa, đối với vạn thú tôn giả, cũng tương thị nhất trúc củi dưới đáy nồi độc kế. Phải biết rằng, phương thị trung cửa hàng, trừ ra ít ỏi mấy nhà, còn lại, phần lớn thì ngoại lai thế lực ở chỗ này mở. Thái niên giao cung phụng tinh thạch, dựa theo tu tiên giới quy cũ, Bạch Hổ Thành liền phụ có đối bọn họ bảo hộ trách nhiệm, cam đoan phường thị tiến hành trật tự, cùng với cửa hàng tài sản cùng trưởng quỷ hỏa kế sinh mệnh an toàn hôm nay chính mình đục nước béo cò, đem phường thì cả cướp sạch đi, những này đã bị tổn thất cửa hàng, tự nhiên muốn giận chó đánh mèo vàng thú tôn giả, phải biết rằng bọn họ trung rất nhiều, đều cũng có hậu trường, số ít hậu trường thế lực, thậm chí so sánh vạn thú đảo còn phải cường đại hơn nhiều. Lâm Hiên cử động lần này không những được kiếm được bồn mãn thể mãn, hơn nữa nhượng vạn thú nọ, na, lão quái vật, bi thảm trở thành thế tội cừu con, nhìn người sở chỉ, cái đích cho mọi người công kích những này thế lực làm khó dễ chỉ trích cũng đủ lão quái vật sức đầu mẹ tráng bồi cái người tán gia bài sản trong đầu ý nghĩ chuyển quá lâm hiên nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn đối phó địch nhân còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức này chủng hại người ít ta chuyện tình đương nhiên thì không làm bạch không làm thân hình chật lóe lâm hiên đã xông vào bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong đủ loại tu tiên tài liệu ánh vào mi mắt đây là một nhà tạp hóa điếm dĩ tiến hành tu tiên tài liệu vi chủ, các loại gia thú thú cốt, linh hoa dị thảo thì nhiều vô số kể. Đương nhiên, bày ở phường thị trung xuất ra bán, tự nhiên không thể nói như thế nào quý hiếm, trong đó đại bộ phận, Lâm Hiên đều nhận thức, còn lại số rất ít, chính là linh giới đặc hữu vật, vừa nhìn chính giá trị xa xỉ. Lâm Hiên liếm liếm đầu lưỡi, theo sau thân xuất thủ đến, tay áo bào phất một cái, nhất đạo chói mắt quan hà hiện lên, đem những này đáng giá yêu thú tài liệu còn có kỳ hoa dị thảo nhất luồn não thổi quét lại đây đụng vào bên hông tu du đại theo sau lại thân hình chợt lóe đi tới quầy đem mở ra mấy cái người trữ vật đại túi ánh vào mi mắt lâm hiên cầm lấy một trong số đó đem túi khẩu hướng hạ nhẹ nhàng rung lên màu trắng ngà quan hà quyển quá mấy cái người dài hơn thước hộp gấm liền xuất hiện ở mi mắt mặt trên còn thiếp có phỏng chế dược tính trôi đi cấm chế phù triện, không dùng mở ra, bên trong là cái gì bảo vật lâm hiên đã rõ ràng. Không nói hai lời thân xuất thủ đến, cũng đem trang, sắp xếp, giả trang, vào tu du đại. Theo sau lâm hiên lại đem một cái, người, trữ vật đại, túi, cầm lên. Ít khi sau đó, lâm hiên đứng ở này ra cửa hàng ở giữa, dĩ thủ phủ ngạch, trên mặt lộ ra khó có thể lựa chọn vẻ. Gia thú thú cốt, linh hoa linh thảo, không phải trường hợp cá biệt, trường này bên ngoài, còn có bao gồm đống lớn tinh thạch mặt khác tài hóa. Này gia, trần ký cửa hàng, bảo vật nhiều, quả thực vượt qua chính mình lúc trước dự liệu. Hãy nhìn trứ trước, trước người này nhất đống lớn đồ, Lâm Hiên đã có chút khó khăn. Cùng phổ thông trữ vật đại, túi, so sánh với, tu tiêm túi bên trong không gian sát thật rộng rãi dĩ cực, trang, sắp xếp, giả trang, hạ thân trước tài hóa cũng không có vấn đề có khả năng chớ quên, chính mình tới chỗ này, có khả năng tịnh không chỉ có là vì cướp bóc này một nhà cửa hàng, mà là chuẩn bị đem cả phường thị, tất cả đều cướp sạch nhất không? Mặc dù giống như trần ký cửa hàng này chủng quy mô ít ỏi có thể đếm được, nhưng mặt khác quy mô tiểu một chút cửa hàng, thì có gần bách nhiều. Môn, nhóm, tài hóa thêm chung một chỗ quy mô có thể nghĩ, tu du đại không gian, coi như tái lớn hơn mấy lần, cũng khó dĩ trang, sắp xếp, giả trang hạ như vậy đa tài hóa nọ na muốn làm sao bây giờ ni tay không mà về tự nhiên không có khả năng chẳng lẽ cần chọn lựa trong đó giá trị tiền vật lâm hiên lắc đầu đem cái này có thể tính cũng phủ định không cấp cả phương thì tài hóa thêm chung một chỗ tuyệt đối thị nhất người khác thán phục vài chữ số đừng nói ly hợp chỉ sợ một tên động huyền kỳ lão quái vật thân gia cũng không gì hơn cái này nhưng phường thì thân mình đến thuyết, đáng giá đồ cũng không nhiều, sợ dĩ có này dạng kinh người mức, chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ quy mô, dù sao cũng là tụ tập lớn nhỏ, gần bách gia cửa hàng, đến từ chính bất đồng thế lực, gần chọn lựa đáng giá vật, chính mình thu hoạch liền có hạn được ngay. Tưởng kiếm được bồn mãn thể mãn, nhất định phải đem mấy thứ này toàn bộ mang đi, có khả năng vấn đề phải. Trang, sắp xếp, giả trang, không dưới A. Lâm Hiên khổ não vô cùng, làm như phường thị trữ vật đại túi số lượng trái lại rất nhiều cúi đầu tức thập đáng tiếc không thể đem trữ vật đại túi trang sắp xếp giả trang tại trữ vật đại túi lý nọ na đề cập đến không gian pháp tắc cụ thể chuyện gì xảy ra lâm hiên cũng không làm rõ được nhưng thì tu tiên giới thường thức căn bản là không dùng đi làm vô vị thử nghiệm lâm hiên thở dài cứ việc trong lòng không cam lòng dĩ cực nhưng tự hồ thật đúng là chỉ có thể chọn lựa trong đó đáng giá đồ. Đang lúc này, nhất nhược nhược thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Tiền bối, ngươi là muốn mấy thứ này toàn bộ lấy đi, vừa khổ não trang, sắp xếp, giả trang, không dưới, như thị như thế, tiểu nữ tử ngã có một cái, người, xử lý phát. À! Lâm Hiên kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy nọ, na, hải tộc nữ tử vẻ mặt thấp thỏm, đối phương bất quá chính là trúc cơ, lại có thể nghĩ ra võ kiếm quyết sách, này thật sự thái người khác ngoài ý muốn. Mặc dù cảm giác được hoang đường, nhưng nghe một chút cũng là không sao. Thuyết Tiền bối, tiểu nữ tử như không có nhìn lầm, người bên hông sở hệ, hẳn là thị tu du đại, đúng không, xưng đến tột cùng là ai. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, không bình thường, chính là một tên trúc cơ kỳ tiểu tu tiên giả, lại có này dạng nhãn lực, thật sự thái không bình thường. Vãn bối đông phương minh kỳ là hải tộc lục vương cự kình vương chi nữ. Cái gì, hải tộc lục vương? Lâm Hiên không khỏi quá sợ hãi, hắn dù sao không phải mới tới quý địa phi thăng tu sĩ, ngoài ra cùng hồng diệp tiên tử kết bái sau này, càng từ nghĩa muội nọ, na, lý, dây thường muốn tới không ít trân quý điển tịch, làm như nhất đảo chi chủ, cái đó thu hoạch điển tịch tự nhiên không phải phường thị trung sở bán giá trẻ hóa, bên trong đã ghi chép bí ẩn số lượng không thắng giáo hải tộc lục vương tên chính từ phía trên thấy tam yêu hoàng lục hải vương nhân tộc cũng có vài tên cùng cấp lão quái vật bọn họ những này nhân mặc dù không nhất định chính này nhất giới tối cao nhất tồn tại nhưng thực lực không nghi ngờ đều xa vượt xa quá chính mình động huyền kỳ tiếp xúc hồng diệp mang đến điển tịch phía sau lâm hiên đã rõ ràng linh giới dù sao cũng là linh giới cứ việc cái này tiểu giới diện thì tương đối rác rưởi một cái người nhưng quả nhiên thì có động huyền kỳ tu tiên giả. Hải tộc Lục Vương, phân biệt thì lục tọa lớn nhất đáy biển tiên thành chi chủ, cái đó quy mô xa không hồng diệp đảo có thể sánh bằng, chỉ là tu sĩ liền dĩ trăm vạn kế. Chính là hải tộc thánh địa một trong. Cự kinh vương, mặt trên giới thiệu phi thường mơ hồ, cũng không biết hắn đến tột cùng là động huyền kỳ cái gì cảnh giới tu tiên giả, nhưng nghe nói, tại hải tộc trong cũng là dĩ dũng mảnh trứ danh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video